Thiên Đạo Đồ Thư Quán, Trương Huyền. Chương 1726, Trần Trúc 2. Tuy chiến sư cường đại, lại cũng không phải chân chính vô địch, ít nhất hắn ở lúc đồng cấp, cũng không phải đối thủ của Hứa Đài. Bởi vậy, Tứ Đại Học Viện ngẫu nhiên xuất hiện một thiên tài đánh bại hắn, cũng không coi vào đâu, Trác Thanh Phong không có ngoài ý muốn quá lớn, để khảo hạch tiếp tục tiến hành. Vâng. Trần Trúc gật đầu nhảy lên, ánh mắt rơi xuống. Còn có ai dám cùng ta chiến đấu không? Đồng dạng, chỉ cần tiếp được ba chiêu của ta, có thể trở thành chiến sư. Hắn dùng là một thanh trường đao, đao mang sắc bén, phối hợp chân khí cùng khí thế, làm cho người ta còn chưa chiến đấu, liền không rét mà run. Gia hỏa này thoạt nhìn còn muốn đáng sợ hơn Hứa Đài, thậm chí thực lực càng mạnh hơn nữa. Sớm biết hắn lợi hại hơn như vậy, vừa rồi nên lên. Lên cũng không được a, ba chiêu của Hứa Đài chiến sư, ngay cả Triệu Trung Xuyên cũng tiếp không được, coi như đi lên, cũng là uổng công. Đúng vậy, không biết lần này ai có thể ở trong tay hắn vượt qua ba chiêu. Chứng kiến Trần Trúc phóng thích lực lượng, vô cùng cường đại, trên mặt mọi người có thần sắc lo lắng. Hứa Đài cũng khó đối phó như vậy, huống chi người này. Ta tới. Một thanh niên nhảy lên. Là xếp hạng đệ nhất của La Thanh Học Viện, Trương Thanh Sơn. Thực lực của hắn rất mạnh, có lẽ có thể ngăn cản ba chiêu. Chứng kiến người này, người dưới đài ánh mắt tập trung. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trương Thanh Sơn, người mạnh nhất trong đệ tử năm nhất của La Thanh Học Viện, lúc trước Triệu Trung Xuyên kia, ở trong tay hắn ngay cả hai chiêu cũng tiếp không được. Có hắn xuất thủ, khẳng định có thể thành công. Vù vù vù. Trong tiếng nghị luận, ở trên bục tỷ đấu đã bắt đầu. Trương Thanh Sơn mở ra năm ngón tay, chân khí rơi vãi, như trường giang nước lớn, lao nhanh không thôi. Đổi lại những người khác, khẳng định ngay cả một chiêu cũng nhịn không được, sẽ bị chân khí cuồng bạo như thế xé rách, nhưng Trần Trúc ở đối diện lại giống như thuyền nhỏ trong sóng biển, vô luận phong bạo lớn hơn nữa, cũng nước chảy bèo trôi, sẽ không chìm nghỉm. Trong nháy mắt, hai chiêu tức qua, hai người chiến ngang tay, không ai nhường ai. Muốn thông qua ba chiêu, nào có dễ dàng như vậy. Thấy hai chiêu không có kết quả, ánh mắt Trần Trúc híp lại, hừ lạnh một tiếng, trường đao đột nhiên rời khỏi tay, hóa thành một đạo thiểm điện, thẳng tắp bổ về phía trước. Dầm ào ào. Tốc độ quá nhanh, không khí trong nháy mắt vỡ ra, Trương Thanh Sơn còn không kịp phản ứng, liền cảm thấy một cỗ sóng khí nóng rực kéo tới, tựa hồ muốn chém hắn thành hai khúc. Nguy rồi. Đồng tử co rụt lại, thân thể kìm lòng không được lui về sau đi, đồng thời binh khí trong tay khẽ đảo, tiến lên nghênh đón. Bành! Trường đao cùng binh khí va chạm, khí kình cường đại, lôi đài lấy hai người làm trung tâm, chấn vỡ một mảng lớn, sắc mặt Trương Thanh Sơn đỏ bừng, phun ra máu tươi, bay ngược xuống dưới đài. Thua, ta làm sao có thể thua? Nằm trên mặt đất, Trương Thanh Sơn mặt như giấy trắng, không thể tin được. Hắn là đệ nhất danh của La Thanh Học Viện, thực lực cường đại như thế, thậm chí ngay cả ba chiêu cũng không tiếp được. Khảo hạch chiến sư thất bại, cảm giác bị thất bại mãnh liệt. Khiến hắn khó có thể tiếp nhận. Trước khi đến ta giao phó thế nào? Không cho phép sử dụng cấm chiêu, Trần Trúc, ngươi làm cái gì đó? Đang phiền muộn, liền thấy sắc mặt của Trác Thanh Phong trầm xuống, lớn tiếng quát lớn. Nếu như ba chiêu bình thường mà nói, Trương Thanh Sơn tất nhiên có thể nhẹ nhõm chiến thắng, ai ngờ vị thuộc hạ này của mình, lại ở thời khắc mấu chốt sử dụng cấm chiêu, quả thực không theo quy tắc. Ta! Sắc mặt Trần Trúc đỏ bừng. Tận mắt thấy Hứa Đài bị đánh bại, trong lòng của hắn đã có chấn động, dưới tình thế cấp bách dùng ra cấm chiêu. Ngại ngùng, thẩm viện trưởng, là thuộc hạ ta dùng sai chiêu số, Trương Thanh Sơn của học viện ngươi, tuy thất bại, nhưng cũng có tư cách trở thành chiến sư. Quát lớn đối phương xong, Trác Thanh Phong quay đầu nhìn về phía Thẩm Bình Chiều nói. Vậy làm phiền Trác chiến sư rồi. Nghe được học sinh của mình còn có cơ hội trở thành chiến sư, Thẩm Bình Chiều nhẹ nhàng thở ra, nhịn không được ôm quyền. Đối phương làm như vậy, rất rõ ràng cho hắn mặt mũi, không thể không lĩnh nhân tình này. Tiếp tục tiến hành đi. Xử lý xong sự tình của Trương Thanh Sơn, Trác Thanh Phong tiếp tục nói. Trần Trúc nhìn quanh một vòng, mang theo ngạo nghễ. Ai nguyện ý đi lên? Vừa rồi một đao đánh bay Trương Thanh Sơn, thực sự quá khí thế, vốn mọi người cảm giác mình còn có chút hy vọng, giờ phút này từng cái rụt đầu. Bọn hắn cũng không có tốc độ phản ứng cùng lực lượng như Trương Thanh Sơn. Đối phương thật muốn thi triển ra đao pháp cuồng bạo như vậy,
chỉ sợ ngay cả phản ứng cũng không kịp, bản thân sẽ bị trọng thương, thậm chí bị đánh chết ngay tại chỗ. Thế nào, lại không ai lên, ta không nhìn lầm, Hồng Viễn học viện, cả buổi chỉ đi lên một người a. Còn có người dám cùng ta chiến đấu không? Ánh mắt tập trung, Trần Trúc lạnh lùng nói. Hảo hữu Hứa Đài bị đệ tử của Hồng Viễn học viện đánh trọng thương, hắn tính toán trả thù thoáng một phát, cho đối phương một hạ mã uy, để đối phương biết rõ, thực lực chân chính của chiến sư, coi như chỉ dùng ba chiêu, cũng không phải là các ngươi có thể chống lại. Cái này, nghe được hắn ngang nhiên mở miệng, khiêu chiến đệ tử của Hồng Viễn học viện, tất cả mọi người đều chần chờ. Một lát sau, một thanh niên cắn răng đứng lên. Ta tới. Nói xong liền muốn nhảy lên đài cao. Chu Hy, ngươi là đếm ngược thứ nhất trong tham gia tuyển chọn, đi lên, không phải là tìm chết sao? Trong đám người, không biết người nào hô lên. Chương 1727, một cước đạp phế một. Hồng Viễn học viện năm nhất tham gia tuyển chọn thi đấu, tổng cộng 20 người, Chu Hy này xếp thứ 20, nói cách khác, là đếm ngược đệ nhất. Tứ đại học viện, trong 80 người tham gia tuyển chọn, dựa theo thực lực xếp đặt mà nói, đoán chừng cũng xếp thứ 80. La Thành học viện đệ nhất danh, cũng bị một đao đánh bay, người đi lên không phải muốn chết sao? Tất cả mọi người như nhìn kẻ đần nhìn về phía hắn, càng có người che mắt, không đành lòng. Dù sao cũng là thua. Nhẹ nhàng cười cười, Chu Hy không có quá chần chờ, nhảy lên đài cao. Vừa rồi thời điểm biểu hiện ra hắn liền biết, bằng vào thực lực bây giờ, muốn trở thành chiến sư, là hoàn toàn không có hy vọng. Coi như biết rõ đánh không thắng, Hồng Viễn học viện cũng không kinh sợ bao giờ. Có ý tứ, thực lực mạnh không dám lên, ngược lại lên một cái yếu. Vậy thì, ta nhìn có thể ở trong tay ta chống được một chiêu hay không? Trần Trúc liếm liếm bờ môi, trường đao trong tay run lên, chân khí kích động, phát ra âm thanh nức nở nghẹn ngào. Ta cũng hy vọng có thể kiên trì một chiêu. Hít sâu một hơi, cổ tay Chu Hy khẽ đảo, một thanh trường mâu xuất hiện ở trong lòng bàn tay, đồng thời nội dung chương viện trưởng giảng bài, ở trong trí nhớ chậm rãi chảy xuôi. Vừa rồi trừ kiện cùng Hứa Đài chiến đấu, nhìn kỹ, hẳn là sử dụng kỹ xảo mà viện trưởng giảng giải, cùng lắm thì thua, hắn cũng muốn thử xem. Bắt đầu đi. Kèm theo một tiếng la lên, hai mắt Chu Hy mở ra, trường mâu trong tay run lên, mãnh liệt kích xạ về phía trước. Viện trưởng đã từng nói qua, các loại binh khí như trường thương, trường mâu, gặp phải binh khí ngắn, muốn phát huy ưu thế của mình, một tấc ngắn một tấc hiểm, đối phương dùng đao, tuy uy lực lớn, nhưng trên chiều dài không đủ, hoàn toàn có thể mượn nhờ điểm ấy, hấp dẫn đối phương, khiến đối phương khinh thường. Viện trưởng nói, ở trong đầu vang vọng, trường mâu phá không tới, lăng không xuất hiện một đạo ảo ảnh. Hừ, chứng kiến công kích của hắn, Trần Trúc lạnh lùng cười cười. Trường đao trong tay nhẹ nhàng vẽ một cái, không khí trước mắt bị đánh ra, một đạo khí mang bén nhọn nghênh đón trường thương. Chính là thời điểm này. Thấy biện pháp ứng đối của đối phương, hoàn toàn giống lúc trương viện trưởng giảng giải, ánh mắt sáng lên, trường thương trong tay Chu Hy tiếp tục tới trước, cùng thời khắc đó, một cước đá tới dưới háng đối phương. Đối chiến cần hư thật kết hợp, trường mâu đâm nhanh, thoạt nhìn phát huy ưu thế của binh khí dài, mà trên thực tế, sát chiêu chính thức là chân của hắn. Viện trưởng chuyên môn giảng giải qua như thế nào nhìn ra nhược điểm lúc chiến đấu của đối phương, trường đao của Trần Trúc này gào thét, toàn bộ lực lượng tập trung ở nửa người trên, nửa người dưới tất nhiên tồn tại hư yếu. Bành! Thanh âm bàn chân vào thịt, chỉ thấy đồng tử của Trần Trúc co rụt lại, a! À. Một tiếng, giống như bị chạm điện nhảy dựng lên. Sau đó, nằm dạp trên mặt đất, giống như con tôm luộc. Một cước này của Chu Hy dùng lực lượng quá lớn, hơn nữa, dưới háng đối phương lại vừa lúc là nhược điểm, trực tiếp đá, thiếu chút nữa để đối phương không thể nhân sự, mất khả năng của người đàn ông, không thể quan hệ nam nữ. Cái này, vốn Chu Hy chỉ là ôm thái độ thử một lần chiến đấu, không nghĩ tới một cước đá trúng chỗ hiểm, gãi gãi đầu, cả người có chút ngốc trệ. Gia hỏa này không phải rất mạnh sao? Thế nào đơn giản như vậy liền một cước đá phế? Không chỉ hắn như thế, tất cả mọi người ở dưới lôi đài, đều mắt to chừng đôi mắt nhỏ, vẻ mặt tràn đầy phát điên. Các ngươi không phải nói gia hỏa này là đếm ngược đệ nhất sao? Đếm ngược thứ nhất, chỉ dùng hai chiêu liền đánh phế Trần Trúc. Cái này, Trác Thanh Phong cũng hóa gỗ rồi. Người khác nhìn không ra chiêu này đáng sợ, thân là người kiêu ngạo trong chiến sư, là có thể nhìn ra được. Chu Hy này, dùng một thương toàn lực,
toàn bộ lực lượng của Trần Trúc tập trung đến nửa người trên, sau đó lại xuất kỳ bất ý, một cước đá trúng dưới háng. Thoạt nhìn đơn giản, lại nắm chắc cùng khống chế thời cơ, đạt tới trình độ cực cao mới được. Coi như là mình bây giờ, áp chế tu vi, muốn ở lần đầu tiên chiến đấu, tìm đến khuyết điểm này, tiến hành lợi dụng, cũng là rất khó. Hồng Viễn Học Viện, một gia hỏa chỉ đứng hàng thứ 20, làm được dễ dàng biết được. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi! Qua cả buổi, lúc này Trần Trúc mới khôi phục lại, đứng dậy, nhìn về phía Chu Hy, nghiến răng nghiến lợi, sắp phát nổ. Vốn nghĩ rằng thay bằng hữu hả giận, ai ngờ rơi vào kết cục còn bi thảm hơn bằng hữu. Ta cũng không biết thắng thế nào, có muốn đánh tiếp một trận hay không? Chu Hy gãi đầu. Hắn chỉ là dựa theo viện trưởng giảng giải, kiến thức nửa vời tùy tiện thi triển, rút cuộc là thắng thế nào, cũng không rõ lắm. Nếu đối phương thật muốn tái chiến, cũng vui ý phụng bồi, vừa vặn thử lại nội dung viện trưởng truyền thụ. Đây là ngươi muốn chết. Thấy gia hỏa này rõ ràng còn muốn mình ra tay, Trần Trúc cắn răng một cái, toàn thân toát ra gân xanh, gào thét một tiếng, trường đao rời khỏi tay. Đúng là cấm chiêu vừa rồi đánh bại Trương Thanh Sơn. Lần này hắn nén giận xuất thủ, uy lực càng lớn, đao mang xé rách bốn phía, bay phất phới, tựa hồ có thể trong nháy mắt xé nát người. Thật mạnh. Trương Thanh Sơn sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, lạnh run. Nếu như vừa rồi ở trên đài, đối phương dùng chiêu này, căn bản là ngăn không được, gây chuyện không tốt đã trọng thương. Xem ra đối phương còn là hạ thủ lưu tình. Quả nhiên là chiêu này. Chương 1728, một cước đạp phế 2. Chứng kiến trường đao bổ tới, Chu Hy không có bối rối, ngược lại mắt sáng rực lên. Lúc trước ở dưới đài, đối phương thi triển chiêu này, hắn liền kết hợp viện trưởng giảng giải, cẩn thận phân tích một lần. Chiêu này sử dụng toàn bộ lực lượng, nói cách khác, công kích mạnh mẽ, nhưng bản thân phòng ngự là thời điểm yếu nhất. Chỉ cần bắt lấy nhược điểm này, tiến hành lợi dụng, phá giải chiêu số của đối phương cũng không khó. Nhướng mày, trường mâu trong tay như trường xà mãnh liệt bắn ra, liên tục điểm vào hư không. Đinh 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 đinh, giòn vang dày đặc, mỗi một lần trường mâu đều điểm vào tiết điểm công kích của đại đao. Cho dù lực lượng của đối phương cuồng bạo, nhưng bị điểm liên tục mấy trăm cái, cũng tiêu hao sạch sẽ. Lấy nhanh giảm bớt lực. Đây cũng là viện trưởng nói qua, đối mặt công kích cường đại, dưới tình huống không cách nào chống lại, lấy tốc độ nhanh nhất va chạm, lực lượng rất nhỏ, góp gió thành bão, sẽ hình thành nước lũ. Vốn hắn chỉ thử một lần, không nghĩ tới quả nhiên thành công. Trường mâu ngăn trở trường đao của đối phương, thân thể Chu Hy nhoáng một cái, lần nữa đi vào trước mặt đối phương, giống như vừa rồi, đạp tới một cước. Đối phương dùng hết toàn lực, đúng là thời điểm lực lượng chống rỗng nhất, thừa dịp hắn bệnh, muốn mệnh hắn. Lúc chiến đấu cơ hội thoáng cái lập tức trôi qua, tự nhiên phải nắm chắc cơ hội. Đang nghĩ ngợi dưới một đao, gia hỏa này tất nhiên đầu thân khác biệt, bị đánh chết ngay tại chỗ, ai ngờ đối phương chẳng những nhẹ nhõm ngăn trở, lại một chân đạp tới, Trần Trúc biến sắc, vừa định trốn tránh, liền thấy một cái tát đánh xuống. Bàn chân của đối phương không ngờ là hư chiêu, bàn tay mới là thực chiêu. 3. Chỉ nghĩ tránh phía dưới, trên mặt không có bất kỳ phòng ngự, bị một tát sút trúng, khuôn mặt sưng đỏ lên, choáng váng, bay ngang ra ngoài. Một tát này của Chu Hy, đã dùng hết toàn lực, tuy lực lượng cùng tu vi không bằng đối phương, đều là hợp linh cảnh, nhưng uy lực rất đáng sợ, chỉ thoáng một phát, liền rút sạch hàm răng của Trần Trúc, từ trên đài cao bay xuống dưới, liên tục run rẩy. Quả nhiên thành công. Chứng kiến lần nữa đánh bại Trần Trúc, hai mắt Chu Hy tỏa ánh sáng. Viện trưởng giảng giải nội dung, tuy nhớ kỹ rất vững chắc, lại không có vận dụng qua thực tế, cũng không biết uy lực như thế nào, giờ phút này dùng một lát, mới hiểu được. Quá con mẹ nó dùng tốt, quá con mẹ nó sướng rồi. Thật giống như chạy tới khảo hạch, sớm biết đáp án, hơn nữa lấy được giảng giải kỹ càng. Chiến sư cao cao tại thượng, ở dưới nội dung giảng giải của viện trưởng, như gà đất chó kiểng, không chịu nổi một kích. Cái này, tình huống gì đây? Tất cả học sinh, trưởng lão của Vân Hư Học Viện, La Thanh Học Viện, Thanh Trúc Học Viện từng cái hai mặt nhìn nhau, triệt để bối rối. Nếu như nói lần thứ nhất chiến đấu, Chu Hy là may mắn thắng được, lần thứ hai Trần Trúc dùng ra đòn sát thủ, còn bị bại rối tinh rối mù, thì có chút ý vị sâu xa. Gia hỏa này không phải kém nhất của Hồng Viễn Học Viện sao? Hồng Viễn kém nhất, cũng nhẹ nhõm đánh bại Trần Trúc chiến sư, như vậy người thứ nhất nên mạnh bao nhiêu? Ta cũng không biết.
Lúc trước thời điểm biểu hiện ra, bọn hắn đều thấy, Hồng Viễn học viện không chỉ kém, lý giải đối với chiến đấu còn thấp. Sao vừa lên thi đấu, tựa như thay đổi một người, trở nên cường đại như vậy? Thật là quỷ dị. Vô luận Chu Hy này hay Trừ Kiến lúc trước, chân khí, tu vi đều xa xa không bằng Hứa Đài cùng Trần Trúc, nhưng lại đơn giản chiến thắng, nói rõ bọn hắn nắm chắc võ kỹ cùng cơ hội lúc chiến đấu, đã đạt đến cảnh giới nghe rợn cả người. Lông mi của Ô Thiên Khung nhảy loạn. Thời điểm biểu diễn, hắn cũng không coi trọng Hồng Viễn học viện, nhưng kết quả lại vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Đệ tử xếp hạng cao của học viện đi lên, ngay cả ba chiêu cũng không kiên trì nổi, mà đệ tử đối phương, nhẹ nhõm đánh bại chiến sư. Đúng vậy. Nhẹ gật đầu, Thẩm Bình Chiều cũng nhíu mày, không rõ ràng cho lắm. Dựa theo tình huống bình thường, một người tu luyện, nắm bắt thời cơ tinh chuẩn khi chiến đấu, là thiên phú, hai cái cùng xuất hiện. Thì có chút ý vị sâu xa rồi. Chu Hy, thắng, thông qua tuyển chọn. Bên này khiếp sợ, Trác Thanh Phong kéo ra bờ môi, lớn tiếng tuyên bố. Ta thành công. Ánh mắt Chu Hy tỏa ánh sáng. Hắn vốn không có bất kỳ trông chờ, ai ngờ dựa theo viện trưởng giảng giải chiến đấu, thuận lợi trở thành chiến sư. Ân, ngươi nắm chắc cơ hội lúc chiến đấu, vô cùng tinh chuẩn, Trần Trúc cũng không phải đối thủ, tự nhiên thông qua được khảo hạch. Trác Thanh Phong gật đầu. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng sự thật chính là sự thật. Trần Trúc từ lần đầu tiên tiến công bị đá trúng, cũng đã thua, lần thứ hai không quá đáng là vùng vẫy giấy chết mà thôi. Đa tạ. Gật gật đầu, Chu Hy đang muốn nói chuyện, đột nhiên nhớ tới cái gì, nhìn không được nhìn qua. Trác chiến sư hợp linh cảnh chỉ có hai cái này, hiện tại bọn hắn đều bị thương, đằng sau. Làm sao khảo hạch? Người chiến sư đường đến, tăng thêm Trác Thanh Phong, tổng cộng 13 cái. Hợp linh cảnh đến bán thánh, 6 cấp bậc, từng cấp bậc đều có 2 người chịu trách nhiệm khảo hạch. Nói cách khác, hợp linh cảnh tổng cộng chỉ có 2 người. Hiện tại một cái bị Trừ Kiện đánh thổ huyết, một cái bị hắn đánh đầu cắm trên mặt đất. Chiến sư hợp linh cảnh đã không còn người. Cái này, nhìn hai thuộc hạ, đích xác trong thời gian ngắn, không thể chiến đấu, lông mày của Trác Thanh Phong cũng nhíu lại. Chương 1729, cái này còn khảo hạch thế nào? 1. Vốn dựa theo ý nghĩ của hắn, từng cấp bậc phái ra 2 vị chiến sư, có thể nhẹ nhõm tiến hành khảo hạch tất cả mọi người. Ai ngờ mới bắt đầu tuyển chọn, Hồng Viễn danh sư học viện, mới lên 2 người, liền đánh phế 2 thuộc hạ. Người cũng không có, còn đánh thế nào? Như vậy đi, Từ Hồng, Diệp Quân, 2 người các ngươi đè thấp tu vi, tiến hành khảo hạch năm nhất. Chần chừ một chút, Trác Thanh Phong khoát tay áo. Vâng, tiếng nói chấm dứt, 2 người đi ra. 2 người này đều là kiều thiên cảnh đỉnh phong, ánh mắt mơ hồ, tựa như có một cây cầu, cùng thiên địa câu thông, nhìn qua cũng biết, ở cấp bậc này đắm chìm thời gian thật dài, có được sức chiến đấu rất mạnh. Trác Thanh Phong phất tay, lực lượng trong cơ thể tuôn ra, bao phủ 2 người. Đùng đùng. Một lát sau, thực lực của 2 người liền thẳng tắp hạ thấp, bị áp chế đến hợp linh cảnh đỉnh phong. Trác chiến sư, để cường giả kiều thiên cảnh áp chế tu vi, cùng hợp linh cảnh chiến đấu. Độ khó tương đương gia tăng lên A. Ô Thiên Khung nhíu mày. Tuy áp chế tu vi, nhưng tốc độ phản ứng của kiều thiên cảnh, lý giải võ kỹ, khẳng định phải mạnh hơn hợp linh cảnh, thoạt nhìn cấp bậc giống nhau, trên thực tế lại làm cho độ khó gia tăng lên không ít. Yên tâm đi, ta sẽ để bọn hắn khống chế lực lượng, chỉ cần không thi triển toàn lực, độ khó cùng lúc trước không có gì sai biệt. Trác Thanh Phong gật đầu. Chỉ cần 2 vị này khống chế được lực lượng, không bộc phát sức chiến đấu mạnh nhất, khảo hạch cùng lúc trước không có gì khác nhau. Ân, chần chừ một chút, Ô Thiên Khung vẫn gật đầu. Hiện tại 2 người khảo hạch hợp linh cảnh, bị đánh thành như vậy, coi như muốn khảo hạch cũng khẳng định không được, để cường giả kiều thiên cảnh áp chế tu vi, cũng là chuyện không có cách nào khác. Tại hạ Từ Hồng, hiện tại chịu trách nhiệm khảo hạch hợp linh cảnh, các ngươi ai có thể tiếp ta 3 chiêu, coi như thông qua. Xác định tỉ thí như thế nào, Từ Hồng chiến sư nhảy lên đài cao. Nhìn quanh một vòng, cất cao giọng nói. Ta đến đi. Trong đám người, một thanh niên lên tiếng, theo sát lấy nhảy đi lên. Trương Huyền nhìn thoáng qua, nhận ra được. Là đệ nhất danh của Vân Hư Học Viện, vừa rồi thời điểm biểu diễn, lực lượng hùng hồn, chiến lực kinh người. 2 người chiến đấu phù hợp tiêu chuẩn, không hổ là thứ nhất của Vân Hư Học Viện, tuy bị đối phương đè đánh, cuối cùng vẫn kiên trì chịu đựng 3 chiêu, thành công qua cửa. Thấy có người thành công. Những người khác nhao nhao lên đài.
nhưng bọn hắn sẽ không may mắn như vậy. Vân Hư, La Thanh, Thanh Trúc, liên tục 5 người khiêu chiến đều thất bại, mọi người lần nữa trầm mặc. Ta đến đi. Thấy không ai lên, một thanh niên của Hồng Viễn Học Viện đứng lên. Là xếp hạng đếm ngược thứ 2 Triệu Tuyền. Gia hỏa này ở thời điểm biểu diễn ta xem, thực lực cùng Chu Hy không sai biệt lắm. Ân, đổi lại trước kia, loại tu vi này, khẳng định chướng mắt, nhưng... Đệ tử Hồng Viễn có chút quỷ dị. Đúng vậy, không phải có chút, mà thật là rất quỷ dị. Chứng kiến Hồng Viễn Học Viện có người lên đài, dưới đài lần nữa xôn xao. Vốn sau khi biểu diễn, bọn hắn đối với học viện này, đều ôm lòng khinh thị, ai ngờ. Người ta đi lên một cái, phế một vị chiến sư, đi lên một cái, phế một vị chiến sư. Phế đến bọn hắn không còn lòng tin. Vù vù, Triệu Tuyền nhảy lên đài cao. Ra tay đi. Từ Hồng nhướng mày, một quyền oanh kích. Hắn không dùng binh khí, Triệu Tuyền tự nhiên cũng không dùng, vừa vặn nhào tới. Bành! Quyền cước tấn công, thân thể Triệu Tuyền run lên, lập tức cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ kéo tới, bay ngược mà ra, trùng trùng điệp điệp nằm dạp trên mặt đất, ngực khó chịu, sắc mặt trắng bệch. Một chiêu cũng không chịu nổi, đã bị đánh bại. Vù vù! Chứng kiến gia hỏa này bị đánh bại, lúc này mọi người mới nhẹ nhàng thở ra. Xem ra tình huống lúc trước chỉ là ngoại lệ, Hồng Viễn Học Viện không phải ai cũng mạnh như vậy. Triệu Tuyền, vừa rồi viện trưởng dạy thế nào? Chẳng lẽ ngươi quên? Dưới đài, Trừ Kiện vội vàng hô lên. Ngẫm lại viện trưởng truyền thụ cho kỹ xảo, sau đó lại đánh lần nữa. Chu Hy cũng hô to. Cùng đối phương cứng rắn va chạm khẳng định là không được, đầu tiên chân khí cùng lực lượng của mình xa xa không bằng. Huống chi đối phương còn là kiều thiên cảnh đè thấp thu vi, cơ hội duy nhất. Chính là lý giải giảng giải của viện trưởng, tiến hành vận dụng. Viện trưởng giảng giải kỹ xảo. Dùng rằng đứng dậy, Triệu Tuyền đứng ở tại chỗ, cẩn thận nhớ lại thoáng một phát, ngẫu nhiên thở ra một hơi, lần nữa nhìn về phía trước. Còn có 2 chiêu, bắt đầu đi. Không biết sống chết. Thấy gia hỏa này ngay cả một quyền của hắn cũng không chịu nổi, còn muốn tiếp tục, Từ Hồng lạnh lùng cười cười, thân ảnh nhoáng một cái, trên lôi đài lập tức xuất hiện nhiều huyễn ảnh. Làm cho người ta phân không ra đến cùng cái nào là thật, cái nào là giả. Viện trưởng nói, đối mặt chiêu số hư thật kết hợp, cần phá vọng tồn chân. Hư cùng thực ở giữa liên hệ rất đơn giản, chỉ cần tìm đúng điểm ấy tiến hành công kích, võ kỹ càng lợi hại cũng sẽ sụp đổ. Nghe được dưới đài la lên, nội dung viện trưởng giảng bài lập tức chảy xuôi ở trong đầu. Tuy viện trưởng chỉ giảng nửa canh, nhưng các loại kỹ xảo trong chiến đấu đều giảng giải một lần, vị Từ Hồng trước mắt này. Thân pháp cực nhanh, huyễn ảnh liên tục, nhìn qua liền biết là dùng võ kỹ lợi hại nào đó, mà muốn bài trừ loại võ kỹ này, phải tìm được quan hệ giữa hư cùng thực. Nhướng mày, cảm giác nghe giảng bài lúc trước lần nữa chảy xuôi ở trong lòng, ánh mắt Triệu Tuyền đột nhiên sáng lên. Ngay ở chỗ này, chương 1730, cái này còn khảo hạch thế nào? 2. Thấp giọng hô một tiếng, bàn chân đạp mạnh mặt đất, mãnh liệt chạy về phía trước, nắm đấm siết chặt, đánh tới một huyễn ảnh. Bành! Nắm đấm như nện vào bao cát, tốc độ của Từ Hồng nhanh làm cho người ta thấy không rõ, trong nháy mắt như con gà con bị nắm cổ, kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền trực tiếp nằm trên mặt đất, choáng váng ngất đi. Một quyền này của hắn, vừa vặn đánh vào địa phương chân khí khó có thể vận chuyển của đối phương, dưới lực lượng cắn trả, coi như là kiều thiên cảnh cũng không chịu đựng được. Ta thắng! Thấy Từ Hồng ngất đi, khóe miệng của Triệu Tuyền cũng co lại. Vừa rồi ăn một quyền. Biết rõ đối phương đáng sợ, kết quả dựa theo viện trưởng chỉ điểm, một chiêu xuống dưới, đối phương đã bị đánh choáng váng. Cái này không khỏi có chút quá đơn giản, quá dễ dàng a. Thấy một màn như vậy, thân thể Trác Thanh Phong nhoáng một cái. Gia hỏa hợp linh cảnh, các ngươi nói đánh ngất xỉu liền đánh ngất xỉu rồi. Kiều thiên cảnh áp chế tu vi, cũng có thể đánh ngất xỉu. Các ngươi đây không phải hợp linh cảnh, mà là tu vi cao hơn a. Mấu chốt nhất là... Vừa rồi chiêu thứ nhất, bị đánh giống như chó chết, ngay cả một điểm năng lực phản kháng cũng không có, chiêu thứ hai liền sinh khí dồi dào, nhẹ nhõm nghiền ép đội viên của mình. Có cần biến hóa nhanh như vậy hay không? Bọn hắn nói viện trưởng giảng giải kỹ xảo, đây là có chuyện gì? Đột nhiên nhớ tới sau khi chiêu thứ nhất kết thúc, dưới đài la lên, Trác Thanh Phong nhìn không được nhìn sang. Vừa rồi Trương viện trưởng giảng giải cho bọn hắn nửa canh giờ. Có thể có quan hệ tới chuyện này hay không? Hắn nghĩ đến điểm này, Ô Thiên Khung cùng Thẩm Bình Triều cũng nghĩ đến, từng cái con mắt trợn tròn. Lúc trước,
bọn hắn vẫn cảm thấy Lâm Trận mới mài gươm là một chút tác dụng cũng không có, làm sao cũng không nghĩ đến, vị Trương viện trưởng này mài thương, chẳng những hữu dụng, còn cải biến lớn như vậy. Nếu không phải như vậy, làm sao có thể vừa nói viện trưởng giảng giải, thực lực liền tăng nhiều, ngay cả Kiều Thiên Cảnh Từ Hồng, cũng không phải đối thủ, bị đánh ngất xỉu ngay tại chỗ. Giảng bài nửa canh giờ. Trác Thanh Phong nhíu mày. Danh sư lợi hại giảng bài, mặc dù có thể tăng lên sức chiến đấu, nhưng nửa canh giờ, có thể có hiệu quả gì? Diệp Quân, người đi lên khiêu chiến đệ tử Hồng Viễn Học Viện thoáng một phát. Chần chừ một chút, Trác Thanh Phong nói. Vâng. Diệp Quân gật gật đầu, nhảy lên đài cao. Lần này hắn không có khiêu chiến những người khác, mà trực tiếp mời đệ tử Hồng Viễn Học Viện lên đài. Ta đến đi. Một học viên đứng dậy. Thời điểm tỉ thí, nhớ kỹ lời viện trưởng nói, chỉ cần dựa theo phương pháp chính xác chiến đấu, thì sẽ không thua. Trừ Kiện vội vàng dặn dò. Ân. Xem nhiều trận như vậy, đệ tử này cũng hiểu được, nhẹ gật đầu, đi tới. Trong nội tâm sớm có chuẩn bị, chiến đấu sẽ càng thêm nhẹ nhõm rồi. Không đến hai hiệp, Diệp Quân liền bị hắn tìm được thiếu sót, một trưởng vỗ xuống dưới đất, toàn thân run rẩy, sinh tử không biết. Viện trưởng giảng giải nội dung thật lợi hại. Thấy lại một người thông qua khảo hạch, trở thành chiến sư, hơn nữa còn đập choáng váng ra hỏa chịu trách nhiệm khảo hạch, tất cả đệ tử của Hồng Viễn Học Viện từng cái lòng tin tăng nhiều. Nếu như nói lúc trước, đối với viện trưởng giảng giải còn có nghi hoặc mà nói, hiện tại đã triệt để tin phục, hơn nữa còn là tâm phục khẩu phục. Thực lực đám người Trừ Kiện, Chu Hy, Triệu Tuyền. Bọn hắn đều biết rất rõ ràng, dựa theo tình huống bình thường, đừng nói chiến thắng chiến sư, ngay cả đệ tử của Vân Hư Học Viện cũng không phải là đối thủ. Mà bây giờ từng cái chỗ hết tài năng, tất cả đều bởi vì sử dụng kỹ xảo viện trưởng giảng giải. Để cho bọn họ không thừa nhận cũng không được. Cái này con mẹ nó, uống thuốc tăng lực sao? Nhìn xem hai vị chiến sư nằm trên mặt đất, Trác Thanh Phong sắp điên rồi. Một cái lấy yếu thắng mạnh, là thiên phú, là có lực lượng, là vận khí. Hai cái, cũng có thể giải thích, liên tiếp bốn cái, liền thật sự nói không được. Rõ ràng chân khí, lực lượng, linh mẫn, phản ứng, tốc độ đều cực kỳ bé nhỏ, nhưng vừa ra tay, chiến sư liền nằm trên mặt đất. Bọn người kia đều mở hách sao? Chẳng lẽ thực giống như bọn họ nói, nghe tiết học nửa canh giờ, liền có hiệu quả như thế? Nếu thật như vậy, cái tiết học này cũng không khỏi quá đáng sợ đi. Trương viện trưởng, đệ tử của các ngươi. Nhìn không được nữa, Trác Thanh Phong nhìn qua. Ánh mắt của Ô Thiên Khung, Thẩm Bình Triều cùng Ngũ Nhiên cũng sáng ngời. Hiện tại bọn hắn cũng phát mộng, rất muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì. À, lúc trước ta giảng giải cho bọn hắn nửa canh giờ, trong đó liên lụy kỹ xảo chiến đấu, khả năng có lĩnh ngộ a. Trương Huyền nhẹ gật đầu, lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Đáng tiếc đám người kia dùng chỉ tốt ở bề ngoài, để cho ta đau lòng. Thật sự là hắn rất đau lòng, vừa rồi giảng bài thật sự quá gấp gáp rồi. Chỉ có nửa canh giờ, nếu như cho thêm nửa canh giờ mà nói, để những người này củng cố, sẽ không đánh cho xoắn suýt như thế, hiệu quả có thể sẽ tốt hơn hiện tại. Có lĩnh ngộ, đau lòng. Trác Thanh Phong run lên. Cái này con mẹ nó chỉ là có lĩnh ngộ. Nếu lĩnh ngộ toàn bộ, người của chiến sư đường chúng ta còn không phải bị người của ngươi đánh chết. Hiện tại khảo hạch 4 cái, năm 4 cái, còn để cho ta khảo hạch thế nào? Khảo hạch cái dám a? Khảo hạch thế nào cũng là thua a. Mấu chốt nhất là đau lòng, đau muội muội ngươi a. Chiến sư của ta cũng làm gục xuống, người của ngươi một cái không tổn thương, đau cái dám? Coi như đau nhức, cũng nên là ta có được hay không? Chương 1731, chân tức thạch 1. Tiết học của viện trưởng lợi hại như vậy. Không chỉ đám người Trác Thanh Phong, Ô Thiên Khung phát điên, ngay cả đám người Mi trưởng lão, Triệu Bính Tuất cũng đều choáng váng. Bọn hắn biết rất rõ ràng thực lực của học viên mình, dựa theo đạo lý bình thường, năm nhất khảo hạch vô cùng có khả năng toàn quân bị diệt. Hiện tại lên 4 cái, diệt 4 vị chiến sư. Mấu chốt nhất là, đi lên chỉ là yếu nhất, một khi lên lợi hại. Chẳng phải toàn bộ thông qua. Thật muốn như vậy, cũng không có chuyện gì của học viện khác a. Một Hồng Viễn Học Viện, chiến sư đường muốn thu 100 người, toàn bộ bao chọn. Tuy bọn hắn sớm biết tiết học của viện trưởng rất lợi hại, nhưng nằm mộng cũng không nghĩ đến lợi hại như vậy. Khiến tu luyện giả bình thường, trong vòng nửa canh giờ, sức chiến đấu có thể so với chiến sư. Đây đã là hai chữ nghịch thiên cũng không cách nào hình dung được rồi.
Đợi khảo hạch kết thúc, nhất định phải tìm bọn hắn, nội dung viện trưởng giảng bài, một chữ không lầm thu sạch. Trong lòng đám người tu trường thanh âm thầm quyết định. Có thể làm cho đệ tử thực lực yếu như vậy nghe một tiết học liền trở nên lợi hại, nội dung nên mạnh bao nhiêu. Ngẫm lại liền để người kích động. Tuy chộp ra văn tự, không bằng sư ngôn thiên thụ, không có tâm cảnh gia trì, hiệu quả kém nghe giảng trực tiếp rất nhiều, nhưng đối với bọn hắn mà nói, tuyệt đối có dẫn dắt rất lớn. Bạch Toàn, Hoàng Đào, hai người các ngươi đè thấp tu vi tiếp tục khảo hạch. Sau khi phiền muộn, Trác Thanh Phong cắn răng, tiếp tục phân phó. Kiều Thiên Cảnh áp chế tu vi không được, Quy Nhất Cảnh hẳn có thể a. Vâng. Hai vị chiến sư đi ra đội ngũ. Sau khi áp chế tu vi, Bạch Toàn nhảy lên đài cao, lần này còn không đến phiên hắn thét to, khu vực Hồng Viễn Học Viện liền loạn một đoàn. Ta tới. Để ta đi, thực lực của ngươi mạnh hơn ta một ít, lần sau còn có cơ hội, để cho ta thử xem. Thử cái rắm, ta lên trước, đánh không lại ngươi lại lên. Ngươi cho ta ngốc sao, chờ ngươi đánh xong, gia hỏa này đoán chừng đã nằm xuống. Tuổi của ngươi lớn hơn ta, có biết lễ nhượng hay không? Những năm này học tập lễ nghi danh sư đều đi nơi nào rồi? Ta tuổi còn nhỏ, tu vi lại kém, để cho ta lên. Mọi người Hồng Viễn Học Viện, từng cái tất cả đều là khuôn mặt kích động thấu hồng. Đệ tử học viện khác, chứng kiến cường giả Quy Nhất Cảnh đè thấp tu vi khảo hạch, tránh cũng không kịp, bọn hắn thì ngược lại. Từng cái một tranh nhau chen lấn, như nhìn thấy bảo vật gì, sợ bị người khác cướp đi. Có cần khoa trương như vậy, hung tàn như vậy hay không? Bạch Toàn ở trên đài, khuôn mặt run rẩy, tức giận sắp khóc. Hắn là chiến sư người người kính sợ a. Cùng mình luận võ, chẳng những không sợ, còn nhao nhao tới, giống như đi dạo chợ bán thức ăn. Quả thực không thể chịu được. Tốt, cho các ngươi kiêu ngạo, xem ta đánh không chết các ngươi. Gào thét một tiếng, hàm răng cắn khanh khách rung động. Vù vù. Trong lòng thề, liền chứng kiến một thanh niên nhảy lên. Như cũ là trong 20 người, bài danh sau cùng. Thoạt nhìn có chút gầy yếu. Thấy gia hỏa này nhảy lên, tất cả mọi người ở sau lưng đều tràn đầy hối hận. Sớm biết như vậy liền không nhiều lời, trực tiếp xông lên rồi. Kết quả để đối phương thực hiện được. Đáng giận. Chứng kiến vẻ mặt mọi người tràn đầy thất vọng, Bạch Toàn tức giận phát điên, gào thét một tiếng. Đến đi, sử dụng ra tuyệt chiêu của ngươi. Dâm ào ào. Trong tiếng gọi ầm ĩ, năm ngón tay mở ra, gào thét lao tới, vừa ra tay, liền dùng toàn bộ lực lượng mà hợp linh cảnh có thể thi triển, uy lực so với Trần Trúc còn cường đại ít nhất một thành. Thực lực của hắn thật cường đại, tốc độ phản ứng cũng nhanh, chiêu số rực rỡ tươi đẹp. Nhưng gia hỏa đối diện giống như có thể nhìn ra kẽ hở của hắn, sau hai chiêu, tìm được một chỗ thiếu sót, một cước đạp qua. Sau đó, sẽ không có sau đó rồi. Bạch Toàn nằm trên mặt đất. Trước khi hôn mê, nước mắt hắn chảy ra. Hắn thật là chiến sư, thật sự là tới khảo hạch. Kết quả, đi lên một cái bị đánh choáng váng một cái, thế nào cảm giác bọn hắn đang khảo hạch, đối phương là dám khảo nhỉ. Mấu chốt nhất là, bọn hắn ngay cả ba chiêu của người ta cũng tiếp không được. Đội trưởng, còn tiếp tục như vậy nữa, ta sợ là chúng ta ngay cả tân sinh năm nhất cũng khảo hạch không hết. Toàn bộ liền nằm xuống, khảo hạch kết thúc không thành không sao. Mặt mũi chiến sư của chúng ta. Thấy Bạch Toàn cũng thất bại, Trác Thanh Phong đang muốn phái người tiếp tục đi lên, Lộc Thành nhịn không được nói. Người khác không biết Trương viện trưởng quỷ dị, hắn là tự mình lãnh hội qua a. Đạp hư cảnh có thể nhẹ nhõm đánh bại bán thánh như hắn, giáo dục ra đệ tử, làm sao có thể đơn giản. Trác Thanh Phong xoa xoa mi tâm. Đối phương nói không sai, thật muốn tiếp tục nữa, vô cùng có khả năng sẽ xuất hiện loại tình huống này. Lần này tới đây, chính là vì khảo hạch, một khi tất cả chiến sư chịu trách nhiệm khảo hạch đều ngất đi. Còn khảo hạch thế nào? Trở về cũng không cách nào bàn giao a. Chương 1732, chân tức thạch 2. Khoan hãy nói, đã chạy tới khảo hạch, kết quả bị người khảo hạch đánh ngất xỉu. Truyền đi, quá mất mặt. Không bằng, trước khảo hạch đệ tử của ba học viện khác, Hồng Viễn Học Viện lưu lại đến cuối cùng. Lộc Thành nói. Chỉ có thể như vậy. Chần chừ một chút, Trác Thanh Phong gật đầu. Nếu như tiếp tục khảo hạch Hồng Viễn, chiến sư bên mình khẳng định càng nằm càng nhiều, còn không bằng trước khảo hạch xong ba đại học viện khác lại nói. Đã có quyết định, Trác Thanh Phong không nói nhảm nữa, ngay sau đó làm ra an bài.
Nghe được trước khảo hạch ba học viện bọn hắn, tuy đám người Ô Thiên Khung, Thẩm Bình Triều không vui, nhưng cuối cùng vẫn đáp ứng. Không có biện pháp, nhìn bộ dáng của Hồng Viễn đệ tử, tiếp tục khảo hạch mà nói, khẳng định không có biện pháp tiếp tục. Tất cả học sinh của ba đại học viện khảo hạch, so với Hồng Viễn học viện thì nhanh hơn nhiều lắm. 4 canh giờ sau, năm thứ 5 cũng khảo hạch hoàn tất. Tuy nội tình của ba đại học viện thâm hậu, nhưng chiến sư của chiến sư đường thật sự cường đại. Vân Hư học viện đến năm thứ 5, tổng cộng chỉ có 12 vị thông qua, sáng tạo ghi chép thấp nhất trong lịch sử. La Thành học viện chỉ có 10 vị, Thanh Trúc học viện thấp hơn, chỉ có 8 vị. Ba đại học viện lời thề son sắt đến, lại xuất hiện loại tình huống này, là trước kia tuyệt đối không nghĩ tới. Hiện tại khảo hạch tất cả danh sư của Hồng Viễn học viện. Ba đại học viện thi xong, ánh mắt của Trác Thanh Phong tập trung vào tất cả học sinh của Hồng Viễn học viện. Đám người Hứa Đài, Trần Trúc chịu trách nhiệm khảo hạch, giờ phút này đã khôi phục, lần nữa tham dự khảo hạch. Giống như lúc trước, mới vừa lên đài, đã bị đệ tử năm nhất của Hồng Viễn đánh ngất xỉu. Đã có kinh nghiệm đánh ngất xỉu lúc trước, bọn hắn càng thêm thuận buồm xuôi gió, nhiều nhất một chiêu, cái gọi là chiến sư, đã bị đánh bại. Cái này, chứng kiến thuộc hạ của mình, từng cái một nằm trên mặt đất, khuôn mặt của Trác Thanh Phong xanh mét, không biết làm như thế nào cho phải. Hiện tại ngay cả đệ tử năm nhất của Hồng Viễn học viện cũng không có thi xong, còn lại 4 niên cấp, trọn vẹn 80 người. Thật muốn khảo hạch hết, lúc nào mới xong a? Chiến sư đường bọn hắn cũng không phải đến tìm hành hạ. Lần lượt bị người đánh ngất xỉu, cũng rất mất mặt. Trương viện trưởng, tiếp tục như vậy nữa, khẳng định không cách nào hoàn thành khảo hạch, ta có đề nghị, nếu như các ngươi có thể làm được, những học viên này của học viện các ngươi đều có thể tuyển nhận thành chiến sư, không quan tâm hạn chế 100 danh ngạch. Làm không được, cũng chỉ có thể để nội bộ các ngươi chiến đấu, chọn lựa danh ngạch còn dư lại rồi. Chần chừ một chút, Trác Thanh Phong nói. Hiện tại ba học viện cộng lại, 30 người thông qua khảo hạch, còn thừa lại 70 vị trí. Nếu như đối phương làm không được, liền nội bộ tiêu hóa, chỉ cấp 70, mà nếu có thể làm được, coi như tuyển nhận 100 người này cũng không sao. Danh ngạch 100 người. Chỉ là chiến sư đường cho, gặp phải thiên tài chính thức, tuyển nhận nhiều mấy cái cũng là chiến sư đường may mắn. Trác chiến sư cứ nói. Trương Huyền nhìn qua. Chiến sư không chỉ có kỹ xảo chiến đấu, chân khí, lực lượng trong cơ thể, đều vượt xa tu luyện giả bình thường, chỉ có như vậy mới có thể ở trong quần chiến, phối hợp lẫn nhau, không đến mức trở thành vướng víu của mọi người. Trác Thanh Phong nói. Đám người Ô Thiên Khung, Thẩm Bình Triều gật đầu. Chiến sư kỳ thật chính là quân đội của danh sư đường, mục đích tồn tại là vì đối kháng dị linh tộc, giết chết tồn tại có uy hiếp với nhân loại. Dưới tình huống bình thường, đều là liên hợp tác chiến, cá nhân lĩnh ngộ võ kỹ cao hơn, chân khí không hùng hậu, lực lượng không mạnh, trong quần chiến cũng rất dễ dàng cản trở, khiến cục diện vốn chiến thắng, trở nên không thể phỏng đoán. Ta chỗ này có một chân tức thạch, là chuyên môn xin tổng bộ của chiến sư đường, dùng xong phải trả lại. Chỉ cần xuất trưởng lên đó, có thể rõ ràng chắc ra đẳng cấp chân khí cùng lực lượng. Trác Thanh Phong nói, tất cả đệ tử của Hồng Viễn học viện, đối với lý giải võ kỹ, đạt đến cảnh giới có thể nói kinh khủng, trực chỉ bản chất, phản phác quy chân. Nhưng chân khí cùng lực lượng nhục thân hơi yếu, dưới tình huống bình thường, chân tức thạch hiện lên con số, có thể đạt tới 4, thì có tư cách trở thành chiến sư. Chỉ cần các ngươi có thể đạt tới 2, cũng chính là một nửa, liền có thể thông qua. Tình huống bình thường, chiến sư đối với chân khí cùng nhục thân đều có yêu cầu rất lớn, nhưng những người này của Hồng Viễn học viện quá kỳ quái, chân khí rõ ràng rất yếu, lại có thể thắng được cường giả, loại thiên tài này, coi như báo cáo đến tổng bộ chiến sư đường, cũng sẽ hạ thấp điều kiện. Trước kia cũng có qua tình huống tương tự. Đạt tới 2. Trương Huyền nhíu mày. Cái gọi là chân tức thạch, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, đối với đạt tới 2 cùng đạt tới 4, không có bất kỳ khái niệm gì. Có thể để ta nhìn chân tức thạch của ngươi một chút hay không? Chần chừ một chút, Trương Huyền hỏi. Được. Trác Thanh Phong gật đầu, cổ tay khẽ đảo, một bia đá cao hơn người xuất hiện ở trước mắt. Toàn thân bia đá màu nâu xanh, chung quanh tản mát ra hào quang màu lam nhạt, làm cho người ta nhìn lên một cái, thì có loại cảm giác say mê. Chân tức thạch, quả nhiên là thứ này, lợi hại. Ánh mắt Ô Thiên Khung sáng lên. Ô viện trưởng gặp qua thứ này. Thẩm Bình Triều nhịn không được nói. Ta chưa thấy qua, chỉ là ở trên một quyển sách thấy qua. Nghe nói có thể kiểm tra đo lường ra chân khí cùng lực lượng của một người, chỉ cần đặt tay lên,
dùng hết toàn lực thi triển chân khí, phía trên sẽ xuất hiện con số. Vượt qua 2, tính có chút thiên phú, vượt qua 4, nói rõ chiến lực kinh người, vượt xa thiên tài. Ô viện trưởng gật đầu. Đẳng cấp khác biệt, cũng có thể sử dụng sao? Thẩm Bình Chiều tiếp tục hỏi. Mỗi người đẳng cấp khác biệt, tu vi không giống nhau, đều có thể kiểm tra đo lường ra. Đều có thể sử dụng, thứ này chỉ kiểm tra đo lường độ tinh thuần chân khí cùng lực lượng nhục thân, không liên quan tới tu vi. Ô viện trưởng nói. Hai người nói chuyện phiếm, bên này Trương Huyền đã đi tới trước mặt chân tức thạch, nhìn chung quanh một vòng, nhịn không được nhìn về phía Trác Thanh Phong ở cách đó không xa, ánh mắt tỏa ánh sáng. Trác chiến sư, thứ này, ta có thể thử một chút không? Chương 1733, Trịnh Dương vô địch thượng. 1. Đối với đồ chơi này, hắn một chút cũng không biết, chỉ có tự mình thí nghiệm, mới biết được cái gọi là 2 cùng 4, là cái khái niệm gì. Viện trưởng muốn thử thoáng một phát. Không nên. Dưới đài, sắc mặt đám người mi trưởng lão đều không còn chút máu. Viện trưởng này của bọn hắn, thử cái gì hỏng cái đó, trừ khi Trác chiến sư không muốn chân tức thạch nữa, nếu không, tốt nhất đừng cho hắn động thủ, nếu không muốn khóc cũng không kịp. Tựa hồ nghe ra tiếng lòng của bọn hắn, Trác Thanh Phong cười cười. Không nhọc phiền viện trưởng tự mình thí nghiệm, Trần Trúc, ngươi qua. Vâng. Trần Trúc nhẹ gật đầu, đi vào trước mặt, bàn tay nhấc lên, hào quang lóe sáng, một con số xuất hiện ở trước mắt mọi người. 5. Điều này nói rõ, chân khí cùng lực lượng của Trần Trúc đều vượt qua 4. Trác Thanh Phong giải thích. Ta thử xem. La Thanh học viện viện trưởng Trương Thanh Sơn mới vừa rồi bị đánh bại đi tới, nâng bàn tay, hào quang lóe lên, cho thấy con số. 4.5. Tuy không tới 5, không bằng Trần Trúc, nhưng cũng vượt qua tiêu chuẩn rồi. Ta xem một chút. Trừ kiện đi tới, đưa tay, hào quang lập lòe, chỉ có 2. 1. Ta thấp như vậy. Da mặt hắn co lại. Hắn ở trong 20 người năm nhất của Hồng Viễn học viện, bài danh thứ 5, tính là thứ tự rất cao, kết quả chỉ có chút thành tích này, đằng sau 15 vị, thật muốn tính mà nói, đoán chừng ngay cả 2 cũng rất khó đạt tới. Như vậy thoạt nhìn, nếu không phải viện trưởng giảng bài, bằng vào thực lực của bọn họ, thật muốn trở thành chiến sư, là không thể nào. Chắc hẳn Trương viện trưởng đối với chân tức thạch này cũng có chút hiểu được a. Có 3 người thí nghiệm, tình huống của chân tức thạch đã không sai biệt lắm biết được, Trác Thanh Phong cười nhìn lại. Ân. Trương Huyền gật gật đầu, nhăn mày. Thực lực của Trừ Kiện, vừa rồi hắn cũng xem, ở trong tất cả đệ tử đứng hàng gần phía trước, hắn mới 2.1. Thật muốn cho đệ tử học viện của mình lên, đoán chừng có thể vượt qua 2, sẽ không cao hơn một nửa. Nói cách khác, ít nhất phải đào thải 50 người. Nếu không như vậy đi, Trác chiến sư, có thể cho ta 2 canh giờ không, ta truyền thụ cho những học sinh này vài thứ. Sau 2 canh giờ, tới đây kiểm tra đo lường. Suy nghĩ một chút, Trương Huyền nói. 2 canh giờ. Trác Thanh Phong sững sờ. Võ kỹ cùng kỹ xảo chiến đấu, có thể thời gian ngắn tăng lên. Nhưng chân khí cùng lực lượng, lại cần thời gian dài tích lũy. Truyền thụ 2 canh giờ, có thể có tác dụng gì? Cũng không cần 2 canh giờ, hiện tại trời đã tối đen, như vậy đờ, cho các ngươi một đêm thời gian, buổi sáng ngày mai tới đây kiểm tra đo lường. Do dự một chút, Trác Thanh Phong nói. Chỉ là chọn lựa 3 đại học viện, liền hao tốn 4 canh giờ, hiện tại trời đã tối đen. Dù sao trong 3 ngày tuyển ra chiến sư là được, không cần phải hôm nay làm xong. Vậy đa tạ Trác chiến sư rồi. Ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Bọn đệ tử này vô luận nhục thân hay chân khí, đều cực kỳ bạc nhược yếu kém, nếu như có thể có một đêm thời gian giảng bài, học tập, tuyệt đối có thể có biến hóa thoát thai hoán cốt. Cái này không có gì, cũng là vì tuyển chọn chiến sư. Trác Thanh Phong cười cười. Vậy thì ta cũng không nói nhiều, Triệu trưởng lão, Nghi trưởng lão, các ngươi chiêu đãi 3 vị viện trưởng cùng đám người Trác chiến sư, ta mang các đệ tử đi trước. Cười cười, Trương Huyền an bài một tiếng, mang theo mọi người đi đến trưởng lão đại điện. Trưởng lão đại điện, có trận pháp ngăn cách khí tức, còn có tụ linh trận lợi hại, mấu chốt nhất là, có thể chứa 100 người, cực kỳ rộng rãi, cực kỳ thích hợp. Hắn rời đi, đám người mi trưởng lão lại an bài đám người ô viện trưởng dùng tiệc tối, sau đó nghỉ ngơi. Đi vào trưởng lão đại điện, Trương Huyền bố trí lại tụ linh trận, để uy lực của nó càng lớn, lấy ra 500 viên linh thạch thượng phẩm. Đặt ở 4 phía. Vù vù. Chỉ trong chớp mắt, đại điện đã bị linh khí nồng đậm rót đầy,
cảm nhận được linh khí như chất lỏng, Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra. Người khác muốn tăng lên nhục thân cùng lực lượng chân khí, cực kỳ khó khăn, với hắn mà nói, lại không phức tạp. Siêu tập nhiều công pháp luyện thể của danh sư học viện như vậy, ngũ diệu kim thân trước tứ trọng, đã triệt để lột xác thành thiên đạo công pháp, coi như không có bảo vật, cũng có thể nhẹ nhõm tu luyện. Về phần chân khí, coi như những người này không thể tu luyện thiên đạo chân khí, nhưng bản rút gọn lại rất dễ dàng lĩnh ngộ, chỉ cần thêm chút chỉ điểm, rèn luyện chân khí, để tích lũy trở nên hùng hậu, cũng không khó khăn. Các ngươi chỉ có một đêm thời gian, có thể học được nhiều ít, nhìn ngộ tính cùng năng lực của mình. An bài tốt đám đông, Trương Huyền nhìn quanh một vòng, thanh âm lang lãng vang lên. Chương 1734, Trịnh Dương vô địch thượng. 2. Hiện tại ta truyền thụ cho mọi người một bộ luyện thể pháp quyết, tên ngũ diệu kim thân. Trong thanh âm xen lẫn sư ngôn thiên thụ, khiến tất cả học sinh đều kìm lòng không được dựa theo tiếng nói của hắn vận chuyển chân khí trong cơ thể. Ngũ diệu kim thân của Ngô Dương Tử dườm già phức tạp, coi như là trước 20 của từng niên cấp, muốn luyện thành không có mấy chục năm công phu, là không thể nào làm được. Bất quá, Trương Huyền mượn nhờ thiên đạo công pháp sửa chữa, liền không giống, đã trở nên cực kỳ đơn giản, đắm chìm ở trong tu luyện, lực lượng nhục thân của tất cả học sinh không ngừng gia tăng, càng ngày càng mạnh. Trong phủ đệ Hoài Dương Vương đưa tặng, Trịnh Dương duỗi lưng một cái từ trong gian phòng đi ra. Trải qua một ngày tu luyện, đã hoàn toàn tiêu hóa nội dung lão sư giảng giải, thực lực cũng có tăng lên trên phạm vi lớn. Nghe nói hôm nay học viện có chiến sư đường tuyển chọn. Qua nhìn xem, phun ra một ngụm chọc khí, nhớ tới sự kiện kia, ánh mắt Trịnh Dương sáng lên. Chiến sư trong truyền thuyết, từng cái đều có thể vượt cấp chiến đấu, thực lực kinh người, hắn muốn nhìn một chút mạnh như thế nào. Cũng không gọi đám người Vương Dĩnh, đi nhanh đến học viện. Không lâu sau, đi vào trong đó. Lúc này trời đã tối đen, yến hội cũng kết thúc, top 5 top 3 học sinh đi ở trong sân trường, lộ ra cực kỳ hưng phấn. Hồng Viễn học viện, ở chiến sư đại tái luôn bị ba đại học viện kéo vô cùng xa, lần này viện trưởng mới kế vị, thay đổi thái độ bình thường, chiến sư đường cũng đánh không lại, để cho bọn họ đều cảm thấy hãnh diện, sảng khoái không nói ra được. Nghe mọi người nghị luận, Trịnh Dương cũng không xê xích gì nhiều lý giải tình huống ban ngày, nhẹ nhàng cười cười. Một đường cùng lão sư đi tới, biết rõ lão sư tuổi không lớn này, có loại năng lực kinh thiên động địa nào. Đừng nói chỉ đánh bại người khảo hạch thấp nhất của chiến sư đường. Coi như huấn luyện ra một đám người, chống cả chiến sư đường cũng không kỳ quái. Lực lượng chân khí, là quá trình tu luyện giả tích lũy tháng ngày, Trương viện trưởng này, cho rằng giảng một đêm, là có thể tăng lên. Thật sự không biết trời cao đất rộng. Đúng vậy, chúng ta vì tăng lên độ tinh thuần chân khí, đề cao lực lượng nhục thân, đã ăn bao nhiêu đắng, bị bao nhiêu tội. Thậm chí thời điểm tới, còn phải thừa nhận phượng diễm thánh thú nướng. Tuy vậy, cũng chỉ để chân khí cùng nhục thân tăng lên một chút mà thôi. Nói kỹ xảo chiến đấu, đạt được thành công, liền tự cho mình siêu phàm, ngày mai, chờ chế diễu đi. Dọc theo đường cái đi về phía trước, mấy thanh âm nghị luận truyền vào tai. Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy mấy thanh niên mặc danh sư bào cổ quái, cười nhẹ đi thẳng về phía trước, trên mặt lộ ra vẻ đùa cợt. Hôm nay đệ tử Hồng Viễn học viện, để cho chiến sư đường bọn họ mất mặt xấu hổ, đổi lại người nào, trong lòng cũng sẽ không cam lòng. Giờ phút này nghe nói Trương viện trưởng, tới lúc ra trận mài thương giảng giải võ kỹ cùng kỹ xảo chiến đấu thì cũng thôi, rõ ràng còn muốn trong thời gian ngắn tăng lên độ tinh thuần chân khí cùng lực lượng nhục thân. Đây không phải nằm mơ sao? Hai thứ này, là trụ cột để tu luyện giả cường đại, nếu như dễ dàng tăng lên như vậy, chiến sư đường bọn hắn cũng không cần khổ cực tu luyện như thế. Mấy vị bằng hữu, kính xin dừng bước. Nghe lời nói của đối phương, dám cười nhạo lão sư mình, tình cảm bộc lộ trong lời nói, Trịnh Dương nhướng mày, nhịn không được xòe bàn tay ra, ngăn ở trước mặt mấy người. Chuyện gì? Mấy thanh niên nhăn mày lại. Không có gì, chỉ là nghe nói người chiến sư đường. Mỗi cái sức chiến đấu mạnh mẽ, ta nhàn rỗi vô sự, vừa vặn muốn thử xem thực lực của các ngươi, có phải giống như trong truyền thuyết đáng sợ như vậy hay không? Trịnh Dương nhàn nhạt nhìn qua. Biết rõ chúng ta là người chiến sư đường, còn dám ngăn trở. Muốn chết? Nơi nào đến đứa nhà quê? Chán sống rồi sao? Mấy người vốn mất hứng, thấy một thiếu niên chỉ có 16, 17 tuổi, dám ngăn cản bọn hắn, còn muốn thử xem thực lực của bọn hắn, tất cả đều giận dữ. Bọn hắn đường đường là chiến sư, đi đến bất kỳ địa phương nào, đều được người tôn kính,
bị người kính sợ. Kết quả, đến Hồng Viễn học viện, trước bị người liên tiếp đánh ngất xỉu không nói, một thiếu niên mười mấy tuổi cũng ngông cuồng như thế, làm sao có thể nhịn được. Có phải muốn chết hay không, thử xem sẽ biết. Cũng không tức giận, Trịnh Dương nhẹ nhàng cười cười, một thanh trường thương xuất hiện trong lòng bàn tay, ở trên không trung vẽ một cái, phóng xuất ra khí thế kinh người. Nếu như muốn tìm phiền toái, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Thấy hắn lấy ra binh khí, sắc mặt mấy vị chiến sư trầm xuống, một cái trong đó sải bước đi ra. Thanh niên này, là đạp hư cảnh đỉnh phong, chuyên môn khảo hạch học viên năm thứ tư, hôm nay thời điểm khảo hạch ba đại học viện, đại triển thần uy, dồn ép vô số tài tuấn, nhấc tay nhận thua, thực lực mạnh, có thể nói khủng bố. Hắn nhìn ra Trịnh Dương, chỉ là tàm phong cảnh sơ kỳ, tính toán xuất thủ thử xem. Thân là chiến sư, có thể vượt cấp chiến đấu, đối phương cùng hắn chỉ kém một tiểu cấp bậc, đánh bại hẳn là nhẹ nhõm. Ra tay đi, ta có thể nhường ngươi ba chiêu. Nhướng mày, binh khí lấy ra, thần sắc thanh niên hờ hững nói. Trên thân toát ra một cỗ tự tin cường đại. Để cho ta ba chiêu. Không cần, ta sẽ áp chế tu vi giống như ngươi. Thấy ra hỏa này còn không có làm rõ ràng sự thật, Trịnh Dương lắc đầu, chân khí trong cơ thể vận chuyển, một hồi giòn vang. Tu vi bị áp chế đến đạp hư cảnh đỉnh phong. Ngươi đã tự tìm phiền phức, ta liền không khách khí. Thấy thiếu niên không biết từ đâu xuất hiện kia, dám đè thấp tu vi cùng hắn chiến đấu, thanh niên lạnh lùng cười cười, binh khí trong tay mãnh liệt phung lên, một cỗ lực lượng cường đại tới cực điểm ầm ầm quét sạch. Tuy thực lực của hắn chỉ là đạp hư cảnh đỉnh phong, nhưng uy lực một chiêu này, coi như là tàm phong cảnh đỉnh phong cũng không dám ngạnh kháng. Hừ, đối mặt công kích như thế, Trịnh Dương nhẹ nhàng cười cười, cũng không lui về phía sau, trường thương trong tay nhẹ nhàng run lên, đâm đi ra ngoài. Bành! Thương cùng binh khí của đối phương va chạm, chỉ thoáng một phát, thanh niên liền bay ngược ra, nằm trên mặt đất, miệng lớn thổ huyết. Chương 1735, Trịnh Dương vô địch chung. 1. Cái gì? Dã Trần thất bại. Cấp bậc giống nhau, một chiêu đã bị đánh trọng thương. Hơn nữa không phải kỹ xảo. Đối phương bằng vào chính là lực lượng nhục thân cùng chân khí. Chứng kiến thanh niên một chiêu đã bị đánh bại, mới vừa rồi mọi người còn tràn đầy khinh thường, giờ phút này thần sắc đều ngưng trọng, nắm đấm siết chặt. Vốn bọn hắn đối với thiếu niên chỉ có 16, 17 tuổi, cũng không thèm để ý, cảm thấy tuy tu vi không thấp, vô cùng có khả năng là nhị thế tổ dùng đan dược, tăng cao chiến lực. Bởi vậy đối với hắn muốn tỉ đấu, cũng không có để tâm, nhưng giờ khắc này thấy đồng bọn của mình. Dã Trần ở đồng cấp bậc vô địch, dưới cấp bậc giống nhau, bị đối phương một thương đánh bay, trọng thương ngã xuống đất, từng cái đều bối rối. Chiến sư bọn hắn, không phải đi đến nơi nào cũng không có tồn tại chống lại sao? Sao đối mặt đệ tử Hồng Viễn học viện tuyển ra, đều không phải là đối thủ, đi đường tùy tiện đụng phải một thiếu niên, cũng đánh không lại. Mấu chốt nhất là, đối phương không giống những học viên kia của Hồng Viễn học viện, không phải mượn kỹ xảo chiến đấu. Tìm nhược điểm, mà là chân khí cùng nhục thân va chạm. Nói cách khác, cứng đối cứng, dưới tình huống đồng cấp bậc, đối phương vô luận lực lượng, chân khí hay tốc độ phản ứng, lại đều đáng sợ hơn chiến sư bọn hắn. Đáng giận. Dã Trần bị một kích trọng thương, bàn tay vỗ mạnh, theo dưới đất đứng lên, lần nữa nhìn về phía thanh niên cách đó không xa, hàm răng cắn khanh khách rung động. Hắn đường đường chiến sư, ban ngày bị đệ tử tuyển chọn nhục nhã thì thôi, không nghĩ tới ban đêm. Còn bị một thiếu niên mười mấy tuổi vũ nhục. Quả thực thúc có thể nhẫn, thầm không thể nhẫn a. Gào thét một tiếng, Dã Trần không để ý mọi người phản đối, mãnh liệt đi vào trước mặt, binh khí trong tay rơi vãi, chân khí toàn thân vận chuyển như rồng, trong nháy mắt liền thi triển ra lực lượng cuồng bạo trong cơ thể. Oanh long long, không khí chung quanh lập tức bị xé rách. Tuy hắn chỉ có đạp hư cảnh, nhưng phát huy toàn bộ lực lượng, có được uy lực mà tàm phong cảnh cũng khó đối kháng. Hừ, thấy đối phương thẹn quá hóa giận, thân thể Trịnh Dương thẳng tắp, như cây lao, hai chân đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, hừ nhẹ một tiếng, trường thương lần nữa đâm ra. Thương mang huy hoàng, như là dao long, đâm nhanh về phía trước, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mắt đối phương, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Cái này, không có khả năng. Dã Trần biến sắc, sợ tới mức thân thể cứng đờ, muốn trốn tránh đã không còn kịp rồi, chỉ cảm thấy ngực khó chịu. Lần nữa bị mũi thương của đối phương đánh trúng, thân thể tê dần, bay ngược mà ra. Phốc, người ở trên không trung, điên cuồng phun máu tươi. Chỉ thoáng một phát,
bản thân bị trọng thương. Ngươi không phải đối thủ của ta, có mạnh mẽ hơn một chút tới đây hay không? Không để ý tới Dã Trần bị thương, tay cầm trường thương, Trịnh Dương nhướng mày, nhìn mấy vị chiến sư còn dư lại. Ta tới. Thấy thiếu niên này, một chiêu liền đánh bại đồng bọn của mình, mọi người lại không còn khinh thường, từng cái thần sắc ngưng trọng, một thanh niên đi ra. Vị này, thực lực tàm phong cảnh đỉnh phong, là chịu trách nhiệm khảo hạch năm thứ năm, dùng binh khí cũng là trường thương, một thương để đệ tử của ba đại học viện không dám lên đài. Ta sẽ đè thấp tu vi chiến đấu với ngươi. Đi vào trước mặt, lông mi của thanh niên khẽ động, hừ một tiếng. Đè thấp tu vi, không cần, ngươi dùng thực lực mạnh nhất tiến công ta đi. Trịnh Dương khoát tay áo, cũng không nói nhảm, trường thương trong tay lần nữa vén lên, thời gian nháy con mắt, thương mang bắn ra. Cuồng vọng, thấy đối phương trực tiếp xuất thủ, khiến hắn ngay cả thời gian áp chế tu vi cũng không có, khuôn mặt thanh niên trầm xuống, thân thương trong tay run run, cũng tiến lên đón. Binh khí của hắn cũng là thương, ở phía trên đắm chìm nhiều năm, sớm đã đạt đến cảnh giới nhân thương hợp nhất, vừa công kích, thương ảnh liên tục, tựa như một cái màn sân khấu không lọt gió, phong tỏa bốn phía. Thương pháp tốt, chỉ hiểu dùng ra toàn lực a. Thương của hắn, ngay cả đội trưởng cũng khen không dứt miệng, gia hỏa này phải thua không thể nghi ngờ. Chỉ có tàm phong cảnh sơ kỳ, liền dám tìm phiền toái. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Chứng kiến thanh niên thi triển thương pháp, mấy vị chiến sư nhẹ nhàng thở ra. Đối với thực lực của đồng bọn, bọn hắn biết rất nhiều, trường thương vừa ra, bán thánh cũng phải tạm lánh phong mang, tên đối diện kia bất quá là tàm phong cảnh sơ kỳ, có thể chống đỡ một chiêu hay không còn khó nói. Bành! Thời điểm nghị luận, mọi người đang muốn nhìn ra hỏa này bị đánh bại như thế nào, liền thấy chiến sư chỉ hiểu, tàm phong cảnh đỉnh phong, giống lên một tiếng khó chịu, bay ngược mà ra, giống như Dã Trần. Nằm trên mặt đất, máu tươi điên cuồng phun. Cái này, làm sao có thể? Chỉ hiểu thất bại, hơn nữa một chiêu liền thất bại. Đồng tử co rụt lại, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Nếu như nói vừa rồi, đối phương đánh bại Dã Trần, là bởi vì thực lực bản thân hắn mạnh mẽ, đè thấp tu vi cũng có thể thắng được. Nhưng bây giờ, thực lực còn thấp hơn chỉ hiểu, nhẹ nhõm đánh đối phương trọng thương. Đến cùng làm sao làm được? Chỉ hiểu. Mấy thanh niên vội vã đi vào trước mặt, nâng đồng bọn dậy, ngẫu nhiên chứng kiến trong mắt của hắn lộ ra vẻ hoảng sợ, tràn đầy không thể tin được. Ngươi sao rồi? Vội vàng hỏi. Nhanh đi truyền tin đội trưởng, ta không phải đối thủ. Dùng răng ngồi xuống, Chỉ Hiểu nghiến răng. Vâng. Liếc nhìn Trịnh Dương, biết rõ ngay cả Chỉ Hiểu cũng chống lại không được, bọn hắn khẳng định không phải là đối thủ, mọi người cắn răng một cái, quay người đi thẳng về phía trước. Chương 1736, Trịnh Dương vô địch chung. 2. Danh sư học viện, trong tiểu viện đám người chiến sư đường cư trú, sạch sẽ chỉnh tề, rộng rãi bao la. Là đám người mi trưởng lão chuyên môn chuẩn bị, chỉ hy vọng ở chỗ này, có thể thoải mái một ít. Trong phòng khách rộng lớn, Trác Thanh Phong ngồi ngay ngắn, đối diện là Ô Thiên Khung, Thẩm Bình Triều cùng Ngũ Nhiên. Tiệc tối chấm dứt, bọn hắn cũng không có việc gì, tới đây muốn lĩnh giáo tu vi của Trác Thanh Phong. Vừa trò chuyện, lập tức giật nảy mình. Không hổ là bách phu trưởng của chiến sư đường, lý giải đối với tu vi, cùng nghiên cứu công pháp, coi như là viện trưởng như bọn họ, cũng rất khó bằng được. Có thể tưởng tượng, vị này thật muốn xuất thủ, thực lực nên khủng bố bao nhiêu. Coi như đè thấp thực lực, cũng có thể vượt cấp chiến đấu, làm cho người ta khó có thể chiến thắng. Tu luyện không ở ngoài tâm, chỉ cần tâm là thành kính, sẽ càng ngày càng mạnh. Trác Thanh Phong cười cười. Chiến sư chúng ta, không giống danh sư các ngươi, toàn bộ tâm của chúng ta đắm chìm trên chiến đấu, các ngươi còn phải phân tâm phụ tu, giáo thư dục nhân. Không bằng chúng ta cũng rất bình thường. Đúng vậy. Đám người Ô Thiên Khung gật đầu. Sở dĩ chiến sư cường đại, là vì tất cả tâm tư đều dùng ở chiến đấu, lấy tăng lên sức chiến đấu làm mục đích, mà danh sư bình thường, còn phải giáo thư dục nhân, học tập phụ tu, các loại xã giao. Tâm tư phân tán, khẳng định không cường đại bằng sở trường. Bọn họ là viện trưởng của tứ đại học viện, địa vị tôn sùng, cũng có công pháp tu luyện tốt, tu vi cũng không yếu, nhưng thật muốn nói sức chiến đấu như thế nào, so với Trác Thanh Phong. Vẫn là chênh lệch rất lớn. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, coi như là danh sư, cũng không có khả năng cái gì cũng mạnh mẽ. Trác chiến sư cảm thấy đêm nay Trương viện trưởng giảng bài, có thể làm cho đệ tử tiến bộ sao? Nhớ tới một sự kiện.
Ô Thiên Khung hỏi. Vị trương viện trưởng này lâm chiến giảng bài, muốn tăng lên tu vi chân khí cùng lực lượng của đệ tử, ở hắn xem ra, là sự tình rất khó hoàn thành, bất quá cũng muốn hỏi vị trước mắt này một chút. Dựa theo tình huống bình thường, loại sự tình này là hoàn toàn không thể nào. Chỉ là, trương viện trưởng kia có chút kỳ quái. Trác Thanh Phong nhăn mày lại. Đổi lại những người khác, hoàn toàn có thể xác nhận, muốn trong vòng một đêm, liền muốn chân khí cùng lực lượng của đệ tử tăng cường, tuyệt đối là nằm mơ. Nhưng vị trương viện trưởng này, hắn không đoán được. Tùy tiện chỉ điểm nửa canh giờ, có thể khiến đệ tử lý giải võ kỹ cùng kỹ xảo chiến đấu, ngay cả chiến sư cũng không sánh bằng, loại người này thực sự quá quỷ dị. Ân, ta cũng không dám nói chính xác. Ô Thiên Khung lắc đầu. Bọn hắn hiểu rõ vị trương viện trưởng này còn nhiều hơn Trác sư, càng tận mắt thấy đệ tử ở trước khi giảng bài, biết rõ rất nhiều chuyện, thật sự là không thể dùng lẽ thường cân nhắc. Kỳ thật cũng không cần xoắn suýt, ngày mai sẽ biết được. Trác Thanh Phong nhẹ nhàng cười cười, đang muốn tiếp tục nói chuyện, liền thấy một thanh niên vội vã đi đến. Đúng là chiến sư Hoàng Đào, tu vi kiều thiên cảnh đỉnh phong. Đội trưởng, không tốt. Tiến vào phòng, Hoàng Đào liền hô lên. Làm sao vậy? Trác Thanh Phong nhướng mày nói. Vừa rồi chúng ta ra ngoài đi dạo, gặp phải một thiếu niên 16-17 tuổi, cùng với chúng ta luận võ. Kết quả, dưới đồng cấp bậc, chúng ta không phải đối thủ, toàn quân bị diệt. Sự tình lúc trước, Hoàng Đào kỹ càng nói một lần. Một thiếu niên 16-17 tuổi, cùng các ngươi luận võ, các ngươi không phải đối thủ. Trác Thanh Phong như nghe được chuyện cười. Bọn họ là cái gì? Chiến sư, tồn tại đồng cấp bậc cường đại nhất, bị một thiếu niên 16-17 tuổi đã đập, còn không cách nào đánh trả. Thật hay giả? Vâng, đối phương chỉ là tàm phong cảnh sơ kỳ, chỉ hiểu đã dùng hết toàn lực, cũng bị một thương đánh bay, bản thân bị trọng thương. Hoàng Đào nói, tàm phong cảnh sơ kỳ, đánh bại tàm phong cảnh đỉnh phong chỉ hiểu. Điều này sao có thể? Con mắt Trác Thanh Phong trợn tròn. Nếu như cấp bậc giống nhau. Người của mình thua, là học nghệ không tinh, cấp bậc thấp, lại có thể vượt cấp chiến đấu, đánh bại bọn chúng. Cái này ý vị sâu xa. Vâng. Hoàng Đào gật đầu. Người nơi nào đến, là danh sư của học viện sao? Trác Thanh Phong nhìn không được hỏi. Ta không biết, thời điểm đi đường, đang nói chuyện phiếm, đột nhiên ngăn chúng ta, nói sức chiến đấu của chiến sư mạnh mẽ, cùng với chúng ta tỉ thí. Sau đó đè thấp tu vi cùng dã trần tỉ thí một trận. Dã Trần thất bại ngay tại chỗ, sau đó. Chỉ hiểu đi lên, cũng không phải đối thủ. Hoàng Đào giải thích, có thể tự do hành tẩu ở trong học viện, nhất định là người của học viện, qua nhìn xem. Không nghĩ tới hai thuộc hạ của mình liên tiếp bị đánh bại, sắc mặt Trác Thanh Phong trầm xuống, đứng dậy. Đám người Ô Thiên Khung, Thẩm Bình Chiều cũng liếc mắt nhìn nhau, đứng dậy theo ở phía sau. Mấy người còn chưa tới cửa ra vào, liền nghe vài tiếng kêu thảm. Liền thấy tất cả chiến sư lúc trước khảo hạch ba đại học viện uy phong lẫm lẫm, từng cái nằm trên mặt đất, miệng phun máu tươi, một thiếu niên 16-17 tuổi, cầm trong tay trường thương, ngạo nghễ đứng ở tại chỗ, uy phong lẫm lẫm, giống như bất bại chiến thần. Coi như áp chế tu vi, đồng cấp bậc cũng không chịu nổi một kích. Các ngươi chính là chiến sư trong truyền thuyết. Chứng kiến Trác Thanh Phong, mí mắt thiếu niên nhấc lên, cười nhạt một tiếng. Gà đất chó kiểng mà thôi. Chương 1737, Trịnh Dương vô địch hạ. 1. Ngươi nói cái gì? Nghe nói như thế, mấy vị chiến sư ở sau lưng Trác Thanh Phong lập tức giận dữ. Ngay cả đám người Ô Thiên Khung, Thẩm Bình Chiều cũng ngốc trệ. Chiến sư cường đại như thế, bị người ở trước mặt đánh nằm 7-8 cái, còn cười nhạo gà đất chó kiểng. Coi như tận mắt nhìn thấy, cũng cảm thấy giống như nằm mơ. Còn tưởng rằng chiến sư lợi hại bao nhiêu, thoạt nhìn chỉ như vậy à. Một tay cầm chặt trường thương, một tay vắt chéo sau lưng, thần sắc của Trịnh Dương hờ hững. Đã sớm nghe nói qua chiến sư, vốn tưởng rằng lợi hại bao nhiêu, chính thức nhìn thấy, thật sự có chút thất vọng. Khẩu khí thật lớn. Thấy gia hỏa này không biết từ đâu xuất hiện, không che đậy miệng như thế, cuồng vọng không bị trói buộc, Ngô Hư hét lớn một tiếng, tiến về phía trước một bước. Có dám cùng ta tỉ thí một trận hay không? Lúc này Ngô Hư đã đạt đến bán thánh, mặc dù chỉ là sơ kỳ. Nhưng tu vi hùng hậu như sông lớn, bán thánh đỉnh phong cũng khó chống lại. Có gì không dám? Mí mắt vừa nhấc, Trịnh Dương vén trường thương lên, tựa như linh động. Tốt, hiện tại ta liền đè thấp tu vi, so thử với ngươi.
Ngô Hư gật đầu, lấy ra trường kiếm, kiếm quang du đãng như là linh xà. Hơn 3 tháng, tu vi của hắn không chỉ gia tăng lên, lĩnh ngộ cùng lý giải đối với kiếm pháp cũng sâu hơn không ít, so với ban đầu ở Sơn Cốc Xích Huỳnh Quả, càng cường đại hơn. Không cần, một bán thánh sơ kỳ mà thôi, xem ta một thương phá tan. Trịnh Dương cười nhạt một tiếng, bước về phía trước, mặt đất dưới chân như rút ngắn một nửa, một bước liền đi tới trước mặt Ngô Hư, trường thương như rồng, mang theo khí tức huy hoàng, đánh tới trước mặt. Muốn chết, thấy chiêu này của đối phương không hề biến hóa, lại có thể cùng hắn cứng đối cứng, sắc mặt Ngô Hư trầm thấp. Bất kể nói thế nào, hắn cũng là chiến sư bán thánh cấp, đồng cấp bậc có thể nói vô địch. Thực lực thấp, mưu lợi thắng ta cũng khó khăn, cứng đối cứng, không phải muốn chết sao? Quát nhẹ một tiếng, kiếm trong tay Ngô Hư trường không có bất kỳ biến hóa, thẳng tắp đâm tới mũi thương của đối phương. Cùng thời khắc đó, chân khí trong cơ thể như sông lớn vỡ đê, trào lên. Nếu như đối phương cùng hắn cứng đối cứng, vậy hắn sẽ dùng lực lượng cường đại của chiến sư, để đối phương biết rõ, cử động như vậy là buồn cười cỡ nào. Bành! Trường kiếm cùng trường thương va chạm. Ngô Hư đang nghĩ ngợi, đối phương tất nhiên không chịu nổi chân khí hùng hậu của hắn, bị nghiền ép, lại cảm thấy một cỗ lực lượng càng thêm hùng hồn lan tràn đến. Chân khí trong cơ thể hắn như trong nháy mắt gặp biển gầm, căn bản không có ở cùng một cấp bậc. Đăng 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 đăng! Sắc mặt đỏ bừng, bàn chân Ngô Hư đạp mặt đất, liên tục lui về sau 7-8 bước, trên đầu ứa ra mồ hôi lạnh, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Chỉ bằng vào chân khí cùng lực lượng nhục thân, lại có thể cường đại hơn Ngô Hư. Gia hỏa này tu luyện thế nào a? Đám người Trác Thanh Phong cũng trợn tròn mắt, cực kỳ hoảng sợ. Chiến sư đồng cấp bậc, vô luận nhục thân hay chân khí, đều là cao cấp nhất. Thiếu niên 16-17 tuổi này, lại có thể vượt qua cấp bậc, đẩy lui Ngô Hư. Không khỏi quá kinh khủng. Tiếp tục đi. Đánh lui Ngô Hư, trong lòng Trịnh Dương sinh ra hào khí, thét dài một tiếng, lần nữa bước ra. Cùng thời khắc đó, trường thương liên tục điểm nhẹ, mỗi kích đều phong tỏa chung quanh, Ngô Hư chỉ có thể phòng ngự lui về phía sau. Thương pháp thật nhanh, kỹ xảo chiến đấu thật cao thâm. Đồng tử của Trác Thanh Phong lần nữa co rút lại. Nếu như đối phương chỉ dùng man lực, ngược lại không có gì có thể sợ hãi. Dù sao lực lượng lớn cũng không phải chuẩn tắc chiến thắng trong chiến đấu, thật giống như tỷ thí ban ngày, những học sinh kia của Hồng Viễn Học Viện, không có một cái lực lượng mạnh, nhưng chiến sư lại không phải đối thủ. Man lực lớn, có thể dùng kỹ xảo đền bù, tìm ra nhược điểm của đối phương, sau đó đánh bại. Vốn tưởng rằng Ngô Hư sẽ có cơ hội, nằm mơ cũng không nghĩ đến, đối phương lý giải chiến đấu, khống chế chiêu số, cũng cực kỳ cường đại. Một thương đâm ra. Rõ ràng cho thấy nhìn ra lỗ thủng trong chiêu số của Ngô Hư, dùng tốc độ nhanh nhất, phong tỏa chung quanh, như vậy cho dù có võ kỹ mạnh hơn, cũng thi triển không ra. Lực lượng mạnh mẽ, võ kỹ lĩnh ngộ sâu, gia hỏa này từ đâu xuất hiện a? Thật đáng sợ. Bành 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 bành. Trong lòng đang suy nghĩ lung tung, phía trước Ngô Hư đã cực kỳ nguy hiểm, liên tục lui về phía sau mấy bước, rút cuộc không chịu nổi, trường kiếm lập tức rời tay, trên không trung lăn lộn mấy vòng. Cắm ở trên mặt đất. Mà hắn thì lảo đảo té ngã trên đất, trường thương của thiếu niên đối diện khoác lên trên cổ, băng hàn rét thấu xương, tựa hồ tùy thời sẽ đâm phá cổ họng. Ta thua. Toàn thân Ngô Hư cứng ngắc. Vốn tưởng rằng đột phá bán thánh, đồng cấp bậc có thể thắng được hắn vô cùng ít, nằm mơ cũng không nghĩ đến, bị một thiếu niên chỉ có tàm phong cảnh sơ kỳ nhẹ nhõm đánh bại, ngay cả lực lượng phản kháng cũng không có. Lợi hại, ta tỉ thí với ngươi. Thấy bằng hữu thất bại triệt để như thế, Lộc Thành cũng nhịn không được nữa, tiến về phía trước một bước. Lộc Thành, người không phải đối thủ. Trác Thanh Phong lắc đầu. Lấy nhãn lực của hắn, có thể nhẹ nhõm nhìn ra thiếu niên này đáng sợ. Chân khí, lực lượng, tốc độ, lý giải võ kỹ, lĩnh ngộ chiến đấu. Đều không chê vào đâu được, không có một chỗ thiếu sót. Tuy Lộc Thành đã đột phá bán thánh rất sớm, là thực lực mạnh nhất trong nhóm người hắn mang. Nhưng so sánh với đối phương, còn kém một mảng lớn, hoàn toàn không thể so sánh. Đội trưởng, chương 1738, Trịnh Dương vô địch hạ. 2. Lộc Thành sốt ruột. Đối phương đã đánh tới cửa nhà, quét mặt mũi chiến sư bọn hắn không còn một mảnh, không giáo huấn một lần, về sau còn làm sao gặp người. Ta tự mình đến đi. Lắc đầu, Trác Thanh Phong tiến về phía trước một bước, nhìn về phía Trịnh Dương cách đó không xa. Ta cũng không ức hiếp ngươi, ta sẽ áp chế tu vi giống như ngươi.
phần phật. Nói xong, khí tức trong cơ thể Trác Thanh Phong liên tiếp co rút lại, từ thánh vực nhị trọng, biến thành tàm phong cảnh sơ kỳ. Tuy đè thấp tu vi, nhưng hắn lý giải võ kỹ, cùng kinh nghiệm chiến đấu, tốc độ phản ứng là không thay đổi, có thể nói, coi như là tàm phong cảnh sơ kỳ, sức chiến đấu chính thức còn đáng sợ hơn bán thánh lộc thành. Bắt đầu đi. Trịnh Dương nhẹ gật đầu, cũng không nói nhảm, trường thương trong tay giơ lên, trong nháy mắt, cả người phảng phất như một cây trường thương, thương cũng là bản thân hắn. Cảnh giới nhân thương hợp nhất tối cao, nhân thương như một. Thần sắc của Trác Thanh Phong ngưng trọng, lấy ra một thanh trường kiếm. Vù vù. Biết rõ đối phương lợi hại, thân ảnh nhoáng một cái, đi đầu động thủ. Cước bộ của hắn hết sức phức tạp, thoạt nhìn giống như dẫm bộ pháp đặc thù, rõ ràng đi vào trước mặt, nhưng thật muốn công kích, sẽ phát hiện khoảng cách rất xa, căn bản công kích không đến. Là một loại trận pháp, Trác chiến sư, là bộ pháp cùng trận pháp dung hợp chung một chỗ, quá trình tiến lên cũng là quá trình bày trận. Đồng tử của Ô Thiên Khung co rụt lại. Tuy chiến sư, không lĩnh ngộ phụ tu, nhưng có thể dùng rất nhiều phụ tu cho chiến đấu, tăng lên sức chiến đấu càng mạnh hơn nữa. Thật giống như hiện tại Trác Thanh Phong thi triển chiêu này. Bộ pháp cùng trận pháp hữu hiệu kết hợp, sẽ để cho đối thủ tìm không rõ phương hướng của mình, từ đó không cách nào phán đoán, địa điểm công kích chuẩn xác nhất. Chiêu này rất đáng sợ, coi như là ta, cũng không thể ứng đối, chỉ có thể tạm thời tránh né, nhìn thiếu niên này đánh như thế nào. Thẩm Bình Chiều nhẹ gật đầu. Trác chiến sư dùng chiêu này, quỷ dị không hiểu, hắn không áp chế tu vi, cũng khó khăn nắm lấy. Đối phương chỉ là tàm phong cảnh, một khi ứng đối không tốt, sẽ thất bại ngay tại chỗ. Hừ, Trịnh Dương tựa hồ nhìn ra mục đích của hắn, nhẹ nhàng khẽ hừ, cũng không tránh né, trường thương trong tay mãnh liệt đâm tới mặt đất. Dầm ào ào, một đạo thương mang huy hoàng mà ra, mặt đất lập tức kéo lê khe hở cực lớn, dài chừng vài chục mét. Ngay lúc đó, đá vụn cuồn cuộn, khói bụi tung bay. Lấy, đá vụn phá trận pháp, lợi hại. Thấy một màn như vậy, ánh mắt của Ô Thiên Khung sáng lên. Vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ, đối phương ứng đối như thế nào, liền thấy đến chiêu này, trong lòng lập tức kích động. Trác Thanh Phong dùng hai chân bố trí trận pháp, thân ảnh là khó có thể nắm lấy, không thể phát hiện, so với huyễn ảnh càng thêm đáng sợ, đối phương không công kích, lại trực tiếp đâm mặt đất, khói bụi tứ tán bay lên. Chẳng khác nào dùng khói bụi bao phủ bốn phía. Quản ngươi là trận pháp gì, bộ pháp gì. Chỉ cần khói bụi có thể dính lên, chính là thật thể, rơi không lên, chính là giả dối. Nói cách khác, một chiêu liền phá công kích của đối phương. Phần phật, thiếu niên đã phát hiện vị trí cụ thể của Trác chiến sư, trường thương đâm rách không khí, thẳng tắp đi vào trước mặt. Hừ, chứng kiến đối phương nhanh như vậy liền phá giải thối pháp của hắn, khuôn mặt Trác Thanh Phong trầm xuống, trường kiếm trong tay giơ lên, đâm về phía trước. Đinh đinh đinh. Kiếm quang cùng mũi thương va chạm. Ngực hơi khó chịu, liên tục lui về phía sau mấy bước, trong lòng Trác Thanh Phong hoảng sợ. Dưới cấp bậc đồng dạng, lực lượng chân khí của hắn lại có thể xa xa không bằng đối phương. Nhất là độ tinh thuần của chân khí, quả thực là thiên đại cách biệt, không thể so sánh nổi. Nhưng một thiếu niên 16-17 tuổi, dạy được cường đại như thế, lão sư nên lợi hại bao nhiêu? Rào rào, liên tục phung vài kiếm. Lúc này mới tháo bỏ xuống lực lượng công kích của đối phương, lần nữa xông lên, bất quá, đối phương tựa hồ nhìn ra thiếu sót trong công kích của hắn, trường thương không lưu tình chút nào, một thương nhanh hơn một thương. Liên tục tám thương, khuôn mặt Trác Thanh Phong trắng bệch, đã có chút hô hấp không thông suốt. Chân khí của đối phương quá mức cường đại, ép tới hắn căn bản không cách nào chống lại. Nếu không phải tu vi bản thân hắn sớm đã đạt đến thánh vực nhị trọng, tốc độ phản ứng nhanh, thân thể càng thêm linh mẫn. Chỉ sợ hiện tại đã bị trọng thương. Ngừng, không cần đánh tiếp, ta không phải đối thủ. Lui về phía sau một bước, Trác Thanh Phong rời đi vòng chiến, nhìn thiếu niên ở trước mắt khoát tay áo. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng mà sự thật chính là sự thật, coi như là hắn tự mình xuất thủ, cũng không phải đối thủ của thiếu niên này. Đối phương vô luận là lý giải võ kỹ, hay kinh nghiệm chiến đấu, thậm chí lực lượng, đều cao hơn hắn không chỉ một lần. Cường giả loại này, một khi tiến nhập chiến sư đường, ít nhất cũng là thiên phu trưởng, thậm chí phó thống lĩnh. Không nghĩ tới, ở chỗ này còn có thiên tài như thế. Ngươi cũng là đệ tử của Hồng Viễn Học Viện, không biết lão sư là ai, có hứng thú gia nhập chiến sư đường chúng ta hay không? Thật sự nhịn không được, Trác Thanh Phong nói.
ta không phải đệ tử Hồng Viễn học viện. Thu hồi trường thương, Trịnh Dương chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nhìn qua. Bất quá, gia sư là Trương Huyền. Chương 1739, giảng bài chấm dứt 1. Trương Huyền, ngươi là đệ tử của Trương viện trưởng. Lên tiếng kinh hô, bởi vì quá mức kích động, thanh âm của Ô Thiên Khung có chút bén nhọn. Ánh mắt của Ngũ Nhiên, Thẩm Bình Triều cũng ngốc trệ, sợ tới mức toàn thân cứng ngắc. Trương viện trưởng không phải mới bán thánh sao? Dạy dỗ đồ đệ, đã đạt tới tàm phong cảnh, thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến, ngay cả bách phu trưởng của chiến sư đường cũng không phải đối thủ. Buồn cười lúc trước bọn hắn còn cho là, Trương viện trưởng chỉ có thể truyền thụ võ kỹ cùng kỹ xảo chiến đấu, đối với chân khí cùng lực lượng nắm chắc không tốt, hiện tại mới biết được, loại ý nghĩ này hoang đường cỡ nào. Có thể giáo dục ra đệ tử thiên tài như thế, bản thân sao có thể đơn giản. Khó trách có thể giải quyết nan đề Khổng sư lưu lại. Xem ra Trương viện trưởng không chỉ ở chức nghiệp phụ tu mạnh có chút đáng sợ, chiến đấu cũng không đơn giản. Ngũ Nhiên hoảng sợ. Vừa rồi hắn xem, dưới tình huống đồng cấp, tuyệt đối không phải đối thủ của Trịnh Dương. Ngay cả đồ đệ cũng thua kém, lão sư chẳng phải càng mạnh hơn nữa. Trác Thanh Phong cũng ý tưởng như vậy, nhịn không được hỏi. Nói như vậy, thực lực của Trương viện trưởng so với người còn cường đại hơn. Ta so với lão sư, chính là đom đóm cùng hạo nhật, giọt mưa cùng biển rộng. Không đáng giá nhắc tới. Nói lên lão sư, thần sắc của Trịnh Dương cung kính. Ta cả đời này, chỉ hy vọng có thể đạt tới một phần vạn của lão sư, liền đủ hài lòng. Cái này. Trác Thanh Phong cứng ngắc. Lợi hại như vậy, cũng không bằng một phần vạn của Trương sư. Vị Trương viện trưởng này cũng quá mạnh a. Ngươi có bằng lòng gia nhập chiến sư đường chúng ta, trở thành một gã chiến sư hay không? Càng nghĩ càng kích động, Trác Thanh Phong nhịn không được hỏi. Ta không phải danh sư, làm sao có thể trở thành chiến sư? Trịnh Dương lắc đầu. Chiến sư, là danh sư mới có tư cách tuyển chọn, hắn ngay cả người phía trước cũng không phải, tự nhiên không có tư cách. Mặc dù chiến sư là một thành viên trong danh sư, nhưng khảo hạch khác danh sư, chỉ cần thực lực đủ mạnh mẽ, hoàn toàn có thể trở thành một thành viên, không cần xoắn suýt có phải danh sư hay không. Trác Thanh Phong vội vàng nói. Người đồng cấp vô địch, ngay cả ta cũng không phải đối thủ, thông qua khảo hạch, có lẽ cũng không khó khăn. Ý của ngươi, ta có thể trở thành chiến sư. Trịnh Dương sửng sốt. Đương nhiên. Trác Thanh Phong gật đầu. Chỉ cần ngươi trở thành chiến sư, lấy thiên phú của ngươi, nhất định có thể đạt được. Đãi ngộ cao nhất, trở thành thiên phu trưởng, phó thống lĩnh, thậm chí thống lĩnh cũng vô cùng có khả năng. Chiến sư chia làm bách phu trưởng, thiên phu trưởng, phó thống lĩnh cùng thống lĩnh. Hắn là bách phu trưởng. Hơn nữa, tài nguyên của chiến sư đường, so với thanh nguyên đế quốc còn muốn hùng hồn, tự thành hệ thống, có thể đi vào trong đó, đạt được bồi dưỡng, sẽ không cần lo lắng các loại tài nguyên. Trác Thanh Phong sốt ruột nói. Vị trước mắt này, đồng cấp bậc hắn cũng không phải đối thủ, thực lực đã đạt tới cấp bậc bách phu trưởng, đây là dưới tình huống không có trải qua chiến sư đường huấn luyện, một khi đi, trở thành vương bài trong đó, càng ngày càng mạnh ở trong tầm tay. Loại thiên tài này, là tuyệt đối không thể thả đi. Lại nói, Trương viện trưởng là danh sư, chỉ có trở thành chiến sư, mới có thể đi theo cước bộ của hắn, nếu không, chỉ là một võ giả, truyền đi, thanh danh của viện trưởng cũng không dễ nghe. Nhìn ra hắn tôn trọng lão sư, Trác Thanh Phong tiếp tục nói. Cái này, Trịnh Dương trầm mặc, đích xác, lão sư đi quá nhanh, không chỉ danh sư, càng là học viện viện trưởng, kèm theo địa vị càng ngày càng cao. Bọn hắn một mực như vậy mà nói, sớm muộn cũng sẽ kéo ra khoảng cách. Nhất là Triệu Nhã, Viên Đào, Lộ Trùng đều đi tìm cơ duyên thuộc về mình, một khi học thành tài trở về, nhất định càng mạnh hơn bọn hắn. Đều là đệ tử của lão sư, hắn không muốn rớt lại phía sau. Tốt, ta có thể gia nhập chiến sư đường, cần khảo hạch như thế nào? Không có do dự quá lâu, Trịnh Dương gật đầu. Thực lực như ngươi, ta không có tư cách khảo hạch. Hơn nữa không phải danh sư, trình tự khảo hạch cũng phức tạp hơn một ít. Như vậy đi, hiện tại ta liền đưa tin cho chiến sư đường, phái một vị phó thống lĩnh tới, tự mình chủ trì khảo hạch. Không có gì bất ngờ xảy ra, trong 3 ngày có thể tới. Trác Thanh Phong vội nói. Chiến sư là một chi nhánh của danh sư, tuy thực lực mạnh cũng có thể tiến nhập trong đó, nhưng khảo hạch tương đối phiền toái, lấy thân phận của hắn, còn chưa có tư cách. Chỉ có thể báo cáo, để phía trên phái người tới đây.
Tốt, 3 ngày sau, ta tới chờ đợi khảo hạch của ngươi. Bất quá, tới tham dự khảo hạch khả năng không phải một mình ta. Trịnh Dương nói. Không phải một mình ngươi. Trác Thanh Phong nghi hoặc. Ta còn có một sư tỷ, một sư muội cùng một sư đệ, cũng không kém hơn ta, thậm chí còn muốn mạnh hơn nữa. Hy vọng bọn hắn cũng có thể tiến hành khảo hạch chiến sư. Trịnh Dương gật đầu. Hôm nay hắn tới một mình, Vương Dĩnh, Lưu Dương còn có lão sư mới Thu Ngụy Như Yên, một khi biết rõ các nàng có thể trở thành chiến sư, khẳng định cũng sẽ đến đây khảo hạch, không bằng nói trước. Còn mạnh hơn ngươi. Khóe miệng Trác Thanh Phong co lại, cực kỳ hoảng sợ. Vốn tưởng rằng vị trước mắt này, sở dĩ có thể vượt cấp chiến đấu, là vì thiên phú dị bẩm, loại người này một danh sư cả đời có thể thu một vị, cũng đã rất may mắn. Nghe khẩu khí, Trương viện trưởng này không chỉ thu mình hắn, còn có một cặp. Quá mạnh rồi. Tốt, ta đáp ứng. Chương 1740, giảng bài chấm dứt 2. Loại nhân tài này càng nhiều càng tốt, Trác Thanh Phong làm sao có thể cự tuyệt, vội vàng gật đầu. Ân. Nghe được đối phương đáp ứng, lúc này Trịnh Dương mới nhẹ nhàng thở ra, thu hồi trường thương, quay người đi ra ngoài. Mục đích tới học viện, là muốn mở mang kiến thức thực lực của chiến sư một chút, chính thức gặp được, nói thật. Rất thất vọng. Ba vị viện trưởng, tại hạ cũng không phụng bồi. Cáo từ. Biết rõ vị này là đệ tử của Trương viện trưởng, chạy không được, Trác Thanh Phong cũng không có sốt ruột, thấy hắn rời đi, liền nhìn đám người Ô Thiên Khung ôm quyền. Cáo từ. Biết đối phương là hạ lệnh trục khách, ba đại viện trưởng không nói thêm lời, quay người rời đi. Mấy người vừa đi, Trác Thanh Phong không chút do dự, lập tức lấy ra ngọc bài đưa tin, báo cáo kỹ càng sự tình hôm nay. Vù vù. Không biết đệ tử của mình đã chạy đến chỗ chiến sư đại náo một trận, hơn nữa đánh bại tất cả mọi người, lúc này Trương Huyền rốt cuộc giảng giải phương pháp ngưng tụ chân khí, tu luyện ngũ diệu kim thân một lần. Nhìn mọi người đang tu luyện, nhịn không được thở ra một hơi. Lợi dụng sư ngôn thiên thụ giảng giải, tất cả học sinh được lợi rất nhiều, lại phối hợp linh thạch thượng phẩm, khiến thực lực của bọn hắn tiến bộ rất lớn. Mặc dù chỉ một đêm ngắn ngủn, sức chiến đấu của mọi người tuyệt đối tăng lên không chỉ một lần. Nếu có thể dùng 3 ngày thời gian, cho bọn hắn củng cố, thực lực tất nhiên càng mạnh hơn nữa. Lắc đầu, Trương Huyền thầm nghĩ. Hắn giảng giải nội dung, tuy đơn giản, lại phù hợp đại đạo, cũng không phải dễ dàng học được như vậy. May mắn 100 người này thiên phú tốt, mới có thể học nhanh như vậy, lý giải nhiều như vậy. Nếu không, đổi lại đệ tử bình thường, coi như giảng 3 ngày 3 đêm, cũng không có tiến bộ lớn như thế. Tuy nói hữu giáo vô loại, nhưng thiên phú cao thiên phú kém, chương trình học đồng giảng, cũng sẽ có cao thấp phân biệt, không thể so sánh nổi. Những học sinh này, có thể ở danh sư học viện nhân tài đông đúc, trổ hết tài năng, đi đến trước 20 của từng niên cấp, thiên phú có thể nghĩ. Thiên phú như thế, trải qua một đêm giảng giải cũng chỉ thoáng lý giải mà thôi. Giảng xong, tất cả đệ tử cũng từ trong ý cảnh đặc thù tỉnh táo lại, tuy không biết thực lực bây giờ mạnh như thế nào, nhưng siết nắm đấm, như trước có thể cảm nhận được lực lượng trong cơ thể cường đại mà cuồng bạo. Mà những lực lượng này, đều là người trước mắt ban cho. Lão sư, 100 học sinh, đồng thời quỳ rạp xuống đất, lần nữa nhìn về phía Trương Huyền, trong mắt mang theo cung kính cùng sùng bái. Mặc kệ đối phương có thù hay không, tình nghĩa thầy trò là chạy không được. Được rồi, từ hôm nay trở đi, các ngươi đều là đệ tử dự thính của ta. Giảng giải nhiều như vậy, coi như không phải thân truyền, thu làm dự thính cũng là đủ rồi, Trương Huyền không hề chối từ. Vâng, mọi người lên tiếng. Trời đã sáng, bên chiến sư đường khảo hạch cũng muốn bắt đầu, một lát nữa, chỉ cần dùng toàn lực, có lẽ đều có thể thông qua. Sợ bọn hắn khẩn trương. Trương Huyền an ủi. Tất cả mọi người đều gật đầu. Ra khỏi phòng, quả nhiên thấy bên ngoài trời đã sáng rõ, ánh mặt trời ấm áp soi sáng trên thân, hết sức thoải mái. Đây đã là tháng 6, mùa hè đến, tuy ánh mặt trời buổi sáng không nóng, nhưng cũng không còn hàn ý như dĩ vãng. Mọi người đi tới diễn võ đài, chứng kiến chung quanh lần nữa người đông nghìn nghịt. Chuyện ngày hôm qua, trải qua Hồng Viễn học viện lên men, toàn bộ Hồng Viễn thành hầu như đều biết. Lần này ngay cả đám người Ngọc Thần Thanh bệ hạ cũng tới, tự mình quan sát, muốn thấy tận mắt học viện sáng tạo lịch sử. Trải qua một đêm tu luyện như thế nào? Còn chưa tới trước mặt, một thanh niên đã đi tới, cười nhẹ nhìn về phía Trừ Kiện. Đúng là đệ nhất danh của La Thanh học viện, Trương Thanh Sơn. Hắn thông qua được khảo hạch,
đã thành một thành viên của chiến sư đường. Nghe câu hỏi của hắn, những người khác cũng tràn ngập tò mò. Giảng bài nửa canh giờ, khiến cho bọn hắn thoát thai hoán cốt, thực lực tăng nhiều, tu luyện một đêm, ai biết có thể đạt đến mức nào. Ta cũng không rõ lắm. Trừ Kiện lắc đầu. Cũng không phải khiêm tốn, nói chính là sự thật. Một đêm tu luyện, chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể càng thêm tinh thuần, càng thêm hùng hậu, nhục thân cũng cường đại hơn thật nhiều, nhưng cụ thể đạt đến cảnh giới gì, không có kiểm tra đo lường, cũng không có cùng người thực chiến, đích xác không rõ lắm. Như vậy đi, ta và ngươi đối chiến một quyền, chúng ta chỉ dùng nhục thân cùng chân khí, không cho phép sử dụng kỹ xảo. Có thể rõ ràng kiểm tra đo lường ra ngươi có tiến bộ hay không? Trương Thanh Sơn nói, ngày hôm qua dùng chân tức thạch khảo nghiệm, hắn là 4.5, đối phương là 2.1, chênh lệch nhiều gấp đôi, nói cách khác, chỉ bằng vào chân khí cùng lực lượng nhục thân mà nói, đối phương còn kém xa lắm, có tiến bộ hay không, chỉ cần đối một quyền, có thể nhẹ nhõm biết được. Tốt, nhẹ gật đầu, Trừ Kiện cũng cảm thấy biện pháp này rất không tồi, nhẹ nhàng cười cười, nắm đấm siết chặt, trực tiếp nện đến. Ha ha, cẩn thận rồi, lực lượng của ta là rất kinh người. Thấy hắn không chút khách khí, Trương Thanh Sơn cười cười, một quyền nghênh đón. Bành! Hai nắm đấm đụng chung một chỗ, nụ cười trên mặt Trương Thanh Sơn trong nháy mắt cứng đờ, cả người mãnh liệt co lại. A! À, kêu thảm một tiếng, bay ngược ra ngoài, ở trước mặt mọi người, biến mất vô tung vô ảnh, không biết bay đến mấy trăm mét. Đừng đi a, ta còn không có dùng toàn lực. Trừ Kiện nhịn không được vò đầu. Chung quanh trợn mắt há hốc mồm. Chương 1741, toàn bộ thông qua một. Qua không biết bao lâu, Trương Thanh Sơn mới chật vật trở về lần nữa, sắc mặt bầm tím, cánh tay sưng đỏ, đâu còn có hăng hái như niên cấp đệ nhất lúc trước. Thực lực của Trừ Kiện, ngày hôm qua hắn thấy tận mắt, kỹ xảo chiến đấu không kém, nhưng lực lượng chân khí cùng nhục thân, kém một mảng lớn, dựa theo tình huống bình thường, cùng đấu quyền, coi như chỉ dùng một nửa lực lượng, cũng có thể nhẹ nhõm hành hạ. Kết quả, dùng hết toàn lực cũng bị người ta một quyền đánh bay. Mấu chốt đối phương còn không có dùng toàn lực. Càng nghĩ càng cảm thấy run rẩy, ngẩng đầu nhìn vị Trương viện trưởng cách đó không xa, niên kỷ còn nhỏ hơn hắn kia, lộ ra khâm phục nồng đậm. Có thể có biến hóa như thế, khẳng định cùng đêm qua giảng bài có quan hệ, một đêm chẳng khác nào thay đổi một người. Cái chương trình học này nên lợi hại bao nhiêu? Không chỉ hắn nghĩ như vậy, mọi người cũng ý thức được, từng cái nhìn về phía đệ tử Hồng Viễn học viện tràn đầy hâm mộ. Trước kia bọn hắn cảm giác có thể đi vào ba đại học viện Vân Hư, La Thanh, Thanh Trúc mà tự ngạo, cảm thấy cường đại hơn Hồng Viễn học viện nhiều lắm, mà bây giờ đều cảm thấy đệ tử bên này mới là may mắn nhất. Có viện trưởng lợi hại như thế, còn có thể nghe hắn tự mình giảng bài, về sau thành tựu tuyệt đối không thể hạn lượng. May mắn ba đại học viện chúng ta khoảng cách cực xa. Nếu không, ta sợ không được bao lâu, đệ tử bên ta sẽ chạy hết đến môn hạ của hắn. Nhìn vẻ mặt của mọi người ở trong mắt, Ô Thiên Khung cười khổ. Đúng vậy, trước kia ta vẫn cảm thấy, một học viện hưng suy, không phải chuyện một cá nhân, mà là thực lực chỉnh thể của đệ tử, cùng tất cả lão sư không ngừng nỗ lực. Chứng kiến hắn mới biết được, tất cả lão sư nỗ lực tính là cái gì, một mình hắn là đủ rồi. Thẩm Bình Chiều cũng bất đắc dĩ. Năm đó nhân tộc bị dị linh tộc thống trị, sống không bằng chết, Khổng Sư thành thánh, định ra bố cục hiện tại. Chúng ta còn nghĩ, người đông thế mạnh, lão sư càng nhiều dạy càng tốt. Người ta chỉ một người chuyện nên làm đều làm, cái này đoán chừng chính là thiên tài cùng tài trí bình thường khác biệt a. Ngũ Nhiên cũng gật đầu. Mặc kệ đến cùng có phải bài giảng của gia hỏa này uy lực khủng bố, làm cho người ta trong thời gian ngắn tăng lên thực lực hay không, nhưng những học sinh Trừ Kiện kia, đích xác ở sau khi tiết học, đã xảy ra lột xác, vô số người nhìn ở trong mắt, đều bội phục vị Trương viện trưởng này không thôi. Kết quả như vậy chính là, nếu như hắn nói một tiếng, đệ tử học viện mình, vô cùng có khả năng nhao nhao nghỉ học, gia nhập học phủ của đối phương. Ba đại học viện luôn cảm giác về sự ưu việt, lăn lộn thành dạng này, ngẫm lại cũng cảm thấy run rẩy. Người của chiến sư đường đến. Ba đại viện trưởng đang cảm khái, liền nghe được trong đám người có thanh âm đè thấp vang lên, quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy đám người Phong Trác Thanh đi tới. Trải qua một đêm điều thức cùng trị liệu, bị Trịnh Dương đánh trọng thương đã hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng tinh thần diện mạo của tất cả chiến sư, so với ngày hôm qua vừa tới đã hoàn toàn bất đồng. Hôm qua thời điểm tới, từng cái đầu lâu giơ lên, nhìn không chớp mắt,
ngạo khí lăng vân, cảm thấy thiên hạ anh hùng không ai qua được ta. Hôm nay tất cả đều rũ cụp lấy đầu, vẻ mặt tràn đầy xấu hổ, không dám gặp người. Cũng khó trách, chiến sư Đường được xưng chiến lực mạnh nhất đại lục, có thể đi vào trong đó, hầu như đều là thiên tài trong thiên tài, người mạnh nhất trong danh sư. Vốn tưởng rằng tới nơi này, chỉ là đi ngang qua sân khấu, thuận tiện khoe khoang chiến lực thoáng một phát, chấn nhiếp tất cả học sinh thoáng một phát, nghênh đón các học muội thầm mến. Kết quả cái đồ chơi gì cũng không có chấn nhiếp, nhóm người mình ngược lại bị luân phiên chà đạp, ngay cả máu mỗi người cũng nhổ ra vài cân, có thể quay chung quanh học viện một vòng. Trước kia chiến sư Đường phái người đến các học viện, đều là hình thức trang bức, bọn hắn lại trực tiếp bị đánh, hơn nữa còn là chủng loại không có lực phản kháng kia. Ngẫm lại cũng cảm thấy run rẩy. Có đôi khi cũng hoài nghi có phải đến nhầm địa phương hay không, bọn họ là người của danh sư học viện, mà đối phương mới thật sự là chiến sư. Mọi người không cần nhụt chí, lực lượng chiến đấu chân chính, là cần tháng ngày tu luyện cùng tích lũy mới có thể đổi lấy. Tất cả học sinh của Hồng Viễn học viện, mặc dù ở trên kỹ xảo chiến đấu rất mạnh, nhưng gặp phải cao thủ lực lượng hùng hồn chính thức, khẳng định không có biện pháp chiến thắng. Dốc hết sức phá vạn pháp, chỉ cần lực lượng mạnh mẽ, kỹ xảo nhiều hơn nữa cũng uổng công. Ngồi vào trên vị trí, nhìn ra tâm tình của mọi người sa sút, Trác Thanh Phong an ủi một câu. Thắng không được đối phương, chỉ có thể nói rõ tu luyện còn chưa đủ nỗ lực, lực lượng còn chưa đủ. Trở về còn cần tăng thêm huấn luyện. Vâng, nghe được hắn an ủi, lúc này mọi người mới hồi phục tinh thần, từ trong ủ rũ khôi phục lại. Đích xác, dốc hết sức phá vạn pháp, chỉ cần lực lượng đầy đủ, quản ngươi kỹ xảo gì, đều là yếu ớt như vậy. An ủi một lát, thấy tâm tình của mọi người tốt lên rất nhiều, Trác Thanh Phong mới nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Trương Huyền cách đó không xa. Trương viện trưởng, hiện tại bắt đầu khảo hạch đi. Nói xong, lấy chân thức thạch ra, đưa lên đài cao. Tốt. Trương Huyền gật đầu, lần nữa hỏi một câu. Ngày hôm qua ngươi nói học viên của ta, chỉ cần có thể xuất hiện hai coi như là thông qua. Đúng không? Đúng. Trác Thanh Phong gật đầu. Tuy khảo hạch chiến sư bình thường, cần đạt tới 4 mới có cơ hội, nhưng tất cả đệ tử của Hồng Viễn học viện, đối với lĩnh ngộ chiến đấu rất mạnh, coi như chỉ có 2, cũng có thể phát huy ra sức chiến đấu rất mạnh, đạt đến tiêu chuẩn trúng tuyển. Vậy thì lên một lượt đi. Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra, nhìn mọi người khoát tay áo. Tất cả học sinh nhẹ gật đầu, xếp thành hàng dài, đi đến chân thức thạch cách đó không xa. Đứng ở vị trí thứ nhất đúng là Trừ Kiện, ngày hôm qua hắn thử qua một lần, hôm nay xếp ở phía trước nhất, muốn nhìn một chút có biến hóa hay không. Đi tới trước chân tức thạch, bàn tay nhẹ nhàng khoác lên, chân khí trong cơ thể cùng lực lượng nhục thân kích động ra. Vù vù. Phía trên có một nhóm chữ chậm rãi hiển hiện. 6.5. Cái này, làm sao có thể? Ngày hôm qua không phải 2.1 sao? Học một đêm, lực lượng chân khí nhục thân bạo tăng hơn gấp 3. Đây không phải học bù, mà là lên trời A. Chứng kiến con số này, tất cả mọi người dưới đài đều trợn mắt há hốc mồm. Ngày hôm qua thành tích của Trừ Kiện, chỉ có 2.1, sáng sớm hôm nay thì đến 6 tháng 5. Làm cho người ta cảm giác mình có phải hoa mắt hay không? Chương 1742, toàn bộ thông qua 2. Tất cả chiến sư, thân thể càng nhoáng một cái, thiếu chút nữa khóc, từng cái đồng loạt nhìn về phía Trác Thanh Phong. Không phải nói dốc hết sức phá vạn pháp sao? Không nói. Tu luyện cần tích lũy tháng ngày sao? Nửa canh giờ, lý giải đối với võ kỹ cùng chiến đấu thắng được bọn hắn đắm chìm bao nhiêu năm, qua một đêm, chân khí cùng nhục thân liền thắng được bọn hắn mỗi ngày khổ tu. Nỗ lực chưa đủ, ở trước mặt Trương viện trưởng, nỗ lực tính là cái giám A. Ngay cả nửa tiết học cũng không bằng. Có lẽ chỉ là cá biệt, ta không tin tất cả mọi người có thể trở nên lợi hại như vậy. Chứng kiến vẻ mặt của mọi người, trong lòng phiền muộn. An ủi một câu, Trác Thanh Phong ngẩng đầu tiếp tục xem. Trừ Kiện kiểm tra đo lường xong, một học viên đi lên trước, bàn tay nhấc lên, con số hiện ra. 6.1. Đằng sau tiếp tục. 6.3. 7.2. 5.9. 6.7. Rất nhanh, mọi người liền khiếp sợ chết lặng, không rõ ràng cho lắm rồi. Vốn tưởng rằng Trừ Kiện chỉ là ngoại lệ, chứng kiến thế mới biết. Đám người danh sư học viện kia là chỉnh thể tăng lên. Lúc trước chỉ bằng vào kỹ xảo chiến đấu cùng lĩnh ngộ võ kỹ, người chiến sư Đường bọn hắn liền không phải đối thủ, hiện tại nhục thân cùng chân khí cường đại hơn, đoán chừng đánh tiếp mà nói.
khẳng định là hành hạ. Tất cả chiến sư, trong lòng vừa bay lên tự tin lần nữa bị đả kích đến thương tích đầy mình. Theo bên cạnh viện trưởng của chúng ta, liền phải tiếp nhận sự thật bị đả kích, quen là tốt rồi, quen là tốt rồi. Mi trưởng lão nhịn không được an ủi. Đúng vậy, chỉ cần quen, người sẽ cảm thấy viện trưởng làm ra chuyện gì cũng là chuyện đương nhiên. Triệu Bính Tuất cũng gật đầu. Trác Thanh Phong. Tất cả chiến sư. Ba đại viện trưởng. Quen là tốt rồi. Trưởng lão cùng lão sư của danh sư học viện, đây là đã nhận lấy áp lực tâm lý lớn cỡ nào, đến cùng trôi qua cái gì a? Không biết điều chỉnh bao lâu, lúc này Trác Thanh Phong mới phun ra phiền muộn trong lòng, ngắm nhìn bốn phía, cao giọng tuyên bố. Trải qua khảo hạch, 100 người của Hồng Viễn học viện, toàn bộ thông qua khảo hạch, chính thức trở thành một thành viên của chiến sư đường. Thật tốt quá! Chúng ta đều thông qua được. Duy nhất một lần thông qua 100 người, tuyệt đối là khai sáng lịch sử. Nghe được toàn bộ thông qua, dưới đài xôn xao, tất cả học sinh của Hồng Viễn học viện, từng cái khuôn mặt kích động đỏ lên. Học viện bọn hắn, mỗi lần chiến sư đại tái đều là kế cuối, trong một vạn năm lịch sử, chỉ có 327 người thành công thông qua, nói ra cũng cảm thấy tệ, kết quả. Lúc này đây khảo hạch liền 100, là gấp 3 các học viện khác, đổi lại lúc trước, nghĩ cũng không dám nghĩ. Viện trưởng, chúng ta cũng muốn làm chiến sư, người có thể chuyên môn huấn luyện cho chúng ta thoáng một phát hay không? Đúng vậy, bọn hắn trước 20 danh có cơ hội này, chúng ta cũng muốn bắt chước luyện tập, để sức chiến đấu càng mạnh hơn nữa, thuận tiện khảo hạch chiến sư vui đùa một chút. Mong viện trưởng giảng bài cho chúng ta. Không phải là chiến sư sao? Chỉ cần viện trưởng giảng bài cho chúng ta cảm thấy, toàn bộ học viện của chúng ta đều có thể thông qua. Trác Thanh Phong tuyên bố xong, còn chưa kịp nhiều lời, liền nghe được dưới đài gào thét, vô số đệ tử vẻ mặt tràn đầy kích động nhìn về phía Trương Huyền. Thực lực trước 20 kia, với tư cách đồng học, bọn hắn biết rất rõ ràng, dưới tình huống bình thường là căn bản không có khả năng thông qua khảo hạch trở thành chiến sư, nhưng viện trưởng giảng hai tiết học, toàn bộ liền thành công. Trước 20 có đãi ngộ như thế, nếu như bọn hắn cũng nghe tiết học, có phải cũng đại biểu có cơ hội thành công hay không? Một thanh âm hô lên, tất cả đệ tử rút cuộc không kìm nén được. Tuy chiến sư là một chi nhánh của danh sư, nhưng sức chiến đấu mạnh mẽ, là vô số tu luyện giả hướng tới. Coi như không đi chiến sư đường, trở thành binh khí giết người, tăng lên sức chiến đấu, biết nhiều chức nghiệp, cũng là mỗi người không thể cự tuyệt. Cái này, không nghĩ tới mọi người sẽ nghĩ như vậy, Trương Huyền sững sờ, cười khổ lắc đầu. Ta giảng bài đích xác có thể làm cho lực chiến đấu của các ngươi đạt được tiến bộ, nhưng không phải ai cũng có thể tiến bộ lớn như thế. Nếu quả thật muốn nghe một tiết học cũng không có gì. Chỉ là, có thể khảo hạch chiến sư, trở thành một vị trong đó hay không, còn phải nhìn Trác chiến sư, hắn không đồng ý, thực lực có mạnh hơn nữa cũng uổng công. Chương 1743, người chiến sư đường run rẩy một. Hắn giảng bài, tuy có thể làm cho người tiến bộ rất nhanh, thực lực bạo tăng. Nhưng mà cũng nhìn thiên phú của tu luyện giả đấy, có ít người trời sinh chỉ độn với lĩnh ngộ võ kỹ, coi như giảng nhiều hơn nữa, cũng là uổng công. Vì để cho 100 đệ tử này mau chóng tăng lên lực lượng chân khí cùng nhục thân, hắn là hao tốn trọn vẹn 500 viên linh thạch thượng phẩm, toàn bộ học viện 10 vạn đệ tử. Hắn cầm không ra 50 vạn viên linh thạch thượng phẩm, cũng bố trí không ra tụ linh trận lớn như thế. Vì vậy, coi như giảng bài thế nào, làm cho tất cả học sinh của học viện thành chiến sư, cũng là chuyện không thực tế. Lại nói, hàng năm chiến sư đường đều có danh ngạch tuyển nhận, coi như thực lực đủ rồi, có thể trở thành một thành viên trong đó không thể, cũng không phải ta định đoạt, mà là vị kia. Nghĩ vậy, nhịn không được quay đầu nhìn sang, muốn nghe ý kiến của Trác Thanh Phong một chút, đã thấy ra mặt hắn co lại mãnh liệt, vẻ mặt u oán. Nói thật, giờ phút này Trác Thanh Phong cảm giác mình muốn chết rồi. Vị Trương viện trưởng này, thật muốn làm như vậy, sợ dùng không được bao lâu, toàn bộ chiến sư đường sẽ thành phân viện của Hồng Viễn học viện rồi. Khục khục, Trương viện trưởng, đối với chiến sư đường chúng ta mà nói, thiên tài tự nhiên càng nhiều càng tốt. Chỉ là, danh sư càng thêm trọng yếu, tất cả danh sư thành chiến sư, Hồng Viễn học viện chẳng phải danh thực tồn vong. Trong lòng điên cuồng ngăn chặn, Trác Thanh Phong cắn răng nói. Đối với chiến sư đường mà nói, tuy người càng nhiều càng tốt, nhưng nhiều lắm, tài nguyên sẽ trở nên khẩn trương, ngược lại không phải chuyện tốt. Thật giống như, một quốc gia nhất định phải có quân đội trấn thủ, quân nhân hơn nhiều, quốc gia càng thêm củng cố.
nhưng nếu lực lượng nhiều lắm mà nói, hao tổn quá lớn, cũng là không chịu nổi. Cái gì cũng có cân bằng, hăng quá hóa dở. Chính bởi vì như thế, mỗi lần chiến sư đường nhận người, đều có tỷ lệ thỏa đáng. Người người thành chiến sư, ai còn giáo thư dục nhân, ai còn truyền thụ tri thức. Người người chỉ chú trọng sát phạt, chiến đấu, thiên hạ còn không loạn. Cũng đúng. Trương Huyền nhẹ gật đầu, buông tha cho tính toán để tất cả mọi người trở thành chiến sư. Vừa tiếp nhận danh sư học viện, liền để đệ tử đi hết. Đích xác không tốt lắm. Chần chừ một chút, mở miệng nói. Như vậy đi, một lát nữa, ta sẽ ở Huyền Huyền hội giảng bài, chỉ có hội viên chính thức mới có thể nghe giảng. Bất quá, sau khi nghe xong tiết học, không cho phép khảo hạch chiến sư. Làm cho đệ tử cả học viện toàn bộ tăng lên, hắn làm không được, để người Huyền Huyền hội tiến bộ, vẫn là có thể. Dù sao những người này theo bản thân rất sớm, coi như là một phần trung thành nhất. Có trả giá liền có hồi báo, thưởng phạt cân bằng, mới có thể để cho người có được động lực. Tốt! Nghe được viện trưởng thật muốn giảng bài, tất cả thành viên của Huyền Huyền hội đều hưng phấn gật đầu. Coi như không thể khảo hạch chiến sư, chỉ cần thực lực bạo tăng, cũng tuyệt đối là kiếm lợi lớn. Được rồi, lần này chiến sư đường chấm dứt tuyển chọn. Trác Thanh Phong khoát tay áo. 3 ngày sau, có mấy vị tu luyện giả không phải danh sư, muốn khảo hạch chiến sư, đến lúc đó lại cử hành ở chỗ này, cũng hy vọng chư vị có thể tới đây quan sát. Tu luyện giả không phải là danh sư muốn khảo hạch. Người nào a? Ta cũng không biết. Mọi người kỳ quái. Trương Huyền cũng hiếu kỳ, nhịn không được hỏi. Không biết là dạng thiên tài gì, ngay cả danh sư cũng không phải, liền muốn khảo hạch chiến sư. Khục khục. Nghe được câu hỏi của hắn, Trác Thanh Phong bị nước miếng sặc một cái. Là, học sinh thân truyền của Trương viện trưởng. Thân truyền của ta, ngươi nói là đám người Vương Dĩnh, Trịnh Dương. Làm sao ngươi biết bọn hắn? Trương Huyền sững sờ. Ngày hôm qua Trịnh Dương đã chạy tới khiêu chiến tất cả chiến sư, hắn đang giảng bài, nên không hiểu rõ tình hình. Là, ngày hôm qua đệ tử gọi là Trịnh Dương kia của ngươi tới đây khiêu chiến chúng ta. Chúng ta ở đồng cấp không ai là đối thủ, ngay cả ta cũng thất bại. Trác Thanh Phong tràn đầy lúng túng. Gia hỏa này, thật sự là hồ đồ. Trương Huyền lắc đầu. Khó trách buổi sáng hôm nay, thấy người chiến sư đường đều hữu khí vô lực, từng cái tinh thần uể oải, bị đả kích như vậy, tự nhiên sẽ cảm thấy không chịu nổi. Trịnh Dương này, thật là hồ đồ. Các ngươi cũng không cần xoắn suýt, Trịnh Dương là học sinh thân truyền của ta, đã dạy gần 1 năm, lúc trước tụ tức cảnh liền mang theo, một đường đi tới, trải qua rất nhiều. Các ngươi đánh không lại là bình thường. Thấy đối phương uể oải không phấn chấn, Trương Huyền nhịn không được an ủi. Vốn đã băn khoăn, hắn vừa an ủi, trước mắt tất cả mọi người càng thêm đen. Dạy vẫn chưa tới 1 năm, từ tụ tức cảnh biến thành cao thủ tàm phong cảnh, vượt qua 10 đại cấp bậc. Mấu chốt vẫn là có thể vượt cấp chiến đấu. Thế nào cảm giác, vốn đã băn khoăn, an ủi sau đó, tâm càng chịu không nổi. Lại nói, cái gì gọi là đánh không lại là bình thường. Chúng ta là chiến sư, danh sư sức chiến đấu mạnh nhất a. Chương 1744, người chiến sư đường run rẩy 2. Không hàn huyên, ta còn muốn dẫn bọn hắn tu luyện. Ngực nghẹn khó chịu, Trác Thanh Phong biết rõ cùng gia hỏa trước mắt này tiếp tục trò chuyện xuống, sớm muộn gì cũng sẽ tươi sống kìm nén chết, đứng dậy, nhấc tay cáo từ. Có một loại thiên tài, làm cho người ta không nói được lời nào, tuy hắn không phải cố tình, nhưng mỗi một câu đều đâm vào trái tim. Đoán chừng chính là gia hỏa trước mắt này. Rõ ràng ánh mắt rất chân thành, nói chuyện rất thật, nhưng vì sao nghe vào trong tai? Tựa như đang không ngừng đánh mặt vậy. Chúng ta là thiên tài a. Thấy hắn rời đi, tất cả chiến sư cũng đi theo, chỉ chốc lát đã đi sạch sẽ. 3 đại viện trưởng cũng cảm thấy nghẹn khó chịu, biết rõ tiếp tục chờ xuống, sẽ chỉ càng thêm mất mặt, cũng tìm cái cớ, vội vã mà đi, nếu không phải vì quan sát tuyển chọn 3 ngày sau, đoán chừng sẽ lập tức mở ra vân nhai phi chu, biến mất ở trước mặt tất cả mọi người. Mọi người rời đi, Trương Huyền đành phải lắc đầu. Đứng dậy đi đến tổng bộ của Huyền Huyền hội. Chờ hắn đến địa phương, đã người đông nghìn nghịt, người của Huyền Huyền hội cơ bản đều đến đông đủ. Mở tiết giảng bài, giống như giảng cho những người khác, chỉ là không có sử dụng sư ngôn thiên thụ, hiệu quả kém rất nhiều, mọi người không cách nào ngay tại chỗ đột phá. Dù vậy, hiệu quả cũng rất khá, tất cả hội viên đều lý giải võ kỹ cùng kỹ xảo chiến đấu gia tăng thật lớn, truyền pháp quyết luyện thể cùng rèn luyện chân khí mới.
từng cái hưng phấn không thôi. Nói trọn vẹn 5 canh giờ, trời lần nữa tối, nghỉ ngơi một lát, lúc này Trương Huyền mới tìm Mi trưởng lão, mở miệng phân phó. Chuẩn bị một chút, mang ta đi viện trưởng lăng đi. Dù sao hiện tại ba đại viện trưởng, người chiến sư đường đều tránh hắn không kịp, cũng không cần chiêu đãi, giảm đi không ít phiền toái. Vừa vặn đi viện trưởng lăng nhìn xem, bên trong mục khải tổ sư lưu lại lôi minh thạch, có thể giúp hắn từ bán thánh đột phá đến tổng thánh. Hiện tại đã đạt tới bán thánh đỉnh phong, cũng nên là thời điểm đi tìm thứ này, thuận tiện đột phá. Sớm nghĩ đến viện trưởng sẽ đi, vì vậy sau khi tin tức viện trưởng khảo hạch thông qua danh sư lục tinh vừa truyền về, ta liền xin tổng bộ một bảo vật phân hóa hồn phách, mấy ngày hôm trước liền đưa đến. Mi trưởng lão cười gật đầu. Lúc trước không cho vào, là vì không phải danh sư lục tinh, không có biện pháp xin bảo vật phân hóa hồn phách, mà qua phải lưu lại ý niệm, đối với linh hồn sẽ có tổn thương rất lớn. Hiện tại thành công khảo hạch danh sư lục tinh, bảo vật cũng xin được, tự nhiên phải mang qua nhìn xem. Tốt! Trương Huyền gật đầu. Hai người đi đến viện trưởng lăng, mới đến trước mặt, Triệu Bính Tuất liền đi tới, đưa bảo vật phân hóa linh hồn. Là thanh hồn chung, chỉ cần cầm thứ này trong tay, sẽ tự động ân cần săn sóc linh hồn, để tia phân hồn phân liệt ra kia có thể bảo tồn ý niệm. Triệu Bính Tuất giải thích. Trương Huyền nhìn sang, quả nhiên là một cái chuông không lớn. Chỉ hơn nắm đấm một chút, đặt ở trong lòng bàn tay, lập tức cảm thấy một dòng nước ấm dũng mãnh vào thức hải, khiến linh hồn của hắn không ngừng gia tăng. Quả nhiên là đồ tốt. Ánh mắt sáng lên. Tu luyện vu hồn, phân hóa linh hồn không khó, người bình thường liền có chút phiền phức, lúc trước còn kỳ quái, học viện nhiều viện trưởng như vậy, làm sao lưu lại ý niệm, nguyên lai là có loại bảo vật này. Ân cần săn sóc linh hồn, sau đó lại tách ra, lấy thứ này làm vật trung gian. Coi như bảo tồn trên vạn năm, cũng sẽ không tiêu tán. Dù sao chỉ là bảo tồn, không phải còn sống, hồn lực ngũ suy ảnh hưởng cũng không rất lớn. Viện trưởng chỉ cần cầm viện trưởng lệnh trong tay, có thể mở cửa, trực tiếp tiến nhập, chúng ta không có tư cách không thể phụng bồi tiến vào. Mi trưởng lão cười cười. Ân. Gật gật đầu, Trương Huyền nhìn viện trưởng lăng trước mắt. Như trước ở trong trưởng lão viện, dựa vào núi mà xây dựng, bố trí các loại ẩn nặc trận cực lớn. Che lấp cả lăng mộ, thậm chí đỉnh núi cũng như biến mất, nếu không phải hai đại trưởng lão dẫn hắn tới, căn bản không phát hiện được. Xem ra địa phương các thời kỳ viện trưởng nghỉ ngơi, trình độ trọng yếu ở danh sư học viện, thậm chí vượt qua tàng thư các. Cổ tay khẽ đảo, cầm viện trưởng lệnh ở lòng bàn tay, nhẹ nhàng đẩy về phía trước, trận pháp lập tức xuất hiện một khe hở, nhấc chân đi vào. Vù vù. Sau một khắc, một hồi lắc lư, người đã rơi vào trong một vùng núi rừng tươi tốt. Núi cũng không cao, ngược lại như một gò đất, cảnh tượng hoàn toàn bất đồng bên ngoài, dọc theo đường đi do đá xanh trải tốt, Trương Huyền đi vài bước, một bia đá thật lớn ngăn ở phía trước. Cao chừng 700-800 mét, độ rộng cũng đạt tới hơn 20 mét, không biết cái gì điêu khắc thành, mang theo khí tức nguy nga già nua, làm cho người ta có cảm giác xuyên việt lịch sử. Chẳng lẽ đây là lăng bia? Trương Huyền nghi hoặc. Lúc trước, Mi trưởng lão từng nói qua. Tiến nhập viện trưởng lăng cần lưu lại ý niệm ở trên lăng bia, hiện tại xuất hiện một cái bia đá thật lớn như thế, có lẽ chính là thứ này. Dọc theo bia đá dạo qua một vòng, quả nhiên cảm nhận được trong đó có lực lượng linh hồn nồng đậm, tựa hồ có vô số ý niệm chiếm giữ, làm cho người ta có cảm giác trầm trọng như núi, trấn áp đại địa. Xem ra là lăng bia không thể nghi ngờ. Trương Huyền nhẹ gật đầu. Trước đi tìm lăng mộ của Mục Khải Tổ Sư, tìm được lôi minh thạch lại phân hóa linh hồn vào. Mục đích tới đây là vì tìm kiếm lôi minh thạch, phân hóa linh hồn, lúc gần đi hoàn thành là được, dù sao vừa mới luyện hóa thanh hồn chung, còn không làm được phân hóa hồn phách. Vượt qua bia đá, dọc theo đường đi, chậm rãi tiến vào trong. Toàn bộ viện trưởng lăng yên tĩnh nghiêm túc, làm cho người ta có cảm giác áp lực, Trương Huyền biết rõ đây là cấm địa của học viện, cũng không có ngưng lại, tốc độ nhanh hơn. Không lâu sau, một cái lăng mộ xuất hiện ở cách đó không xa, phía trên có một hàng chữ. Mộ phần viện trưởng thứ 103 của danh sư học viện. 103, không phải là lão viện trưởng sao? Không phải mất tích, chưa từng tới nơi đây sao? Tại sao lăng mộ lại ở chỗ này? Trương Huyền sửng sốt. Chương 1745, tin tức tiên thiên thai độc. 1. Hắn là viện trưởng thứ 104, 103, tự nhiên chính là một đời trước, chủ nhân đời trước của Tử Dương Thú. Vị lão viện trưởng mất tích kia của danh sư học viện. Căn cứ tin tức hắn biết rõ,
vị viện trưởng này chưa đi vào nơi đây, sau khi mất tích cũng sinh tử không biết, sao nơi đây đột nhiên nhiều hơn một phần mộ. Tràn đầy nghi hoặc, Trương Huyền nhìn kỹ qua. Lăng mộ trước mắt, dùng đá xanh bình thường xây dựng, không có bất kỳ khác biệt huyệt mộ phía ngoài, không có chút địa vị cùng tôn quý nào mà danh sư thất tinh nên có. Dạo qua một vòng, rất nhanh phát hiện một chỗ không đúng, nhăn mày lại, đi vào trước mặt mộ bia, ở phía trên nhẹ nhàng phất một cái, một cơ quan bị dẫn động, một thanh âm già nua chậm rãi vang lên. Giống như ở địa cung, là một loại cơ quan lưu trữ âm thanh. Ta là viện trưởng thứ 103 của danh sư học viện, Trương Dẫn Khâu. Lần này đi ra ngoài, đoán chừng rất khó trở về, liền ích kỷ thoáng một phát, ai cũng không có báo, lặng lẽ tiến nhập nơi đây, sớm sửa tốt huyệt mộ bản thân, bên trong có quần áo hàng ngày của ta, coi như mộ chôn quần áo và di vật đi, cũng để cho sau khi chết, có một chỗ ở. Tuy thanh âm nói bình thản như nước, nhưng Trương Huyền từ trong đó nghe được bất đắc dĩ nồng đậm. Hùng hồn hy sinh dễ dàng, thong dong chịu chết khó. Biết rõ hẳn phải chết, sớm làm ra chuẩn bị, nên có bao nhiêu bi thương. Lúc trước một mực nghe nói, tất cả sự tích của lão viện trưởng, lại từ trong miệng Vưu Hư biết rõ, là bị hãm hại, vẫn cảm thấy hắn là không có ước định thí luyện nguy hiểm chính xác, mới bị khốn ở trong hiểm cảnh. Hiện tại xem ra không phải như thế. Sớm đi vào viện trưởng lăng, vì mình dựng mộ phần, tất nhiên là đã biết rõ lần đi này nguy hiểm, sớm làm xong đường lui. Không lưu lại ý niệm trấn thủ học viện, là chuyện ăn năn cả đời của ta. Không phải không muốn lưu lại, mà là việc ta cần phải làm, so với cái này càng thêm trọng yếu, không cho phép linh hồn của ta có bất kỳ tổn thất cùng thiếu sót. Coi như bảo vật phân hóa linh hồn có thể giảm bớt tổn thương, nhưng thời gian đã không kịp để cho linh hồn ta tách rời. Thanh âm tiếp tục nói. Bảo vật phân hóa linh hồn, không phải tu luyện giả vu hồn sư, có thể phân chia ra ý niệm, muốn thành công cần thời gian rất lâu ân cần săn sóc. Nếu không, đối với linh hồn như trước là tổn thương không nhỏ. Cũng chỉ có Trương Huyền, tu luyện thiên đạo vu hồn, hơn nữa hồn phách vô cùng lớn, mới có thể nhẹ nhõm như ý, không bị ảnh hưởng, nếu không, coi như là danh sư thất tinh cũng không được. Có thể đến nơi đây, kích hoạt cơ quan, nói rõ ngươi là viện trưởng mới, có lẽ chúng ta còn là quen biết đã lâu. Hy vọng có thể đối xử tử tế với tử dương thú, nói cho nó biết, ta là vì nhân tộc mà chết, quang vinh vĩ đại, không có chút ủy khuất cùng không cam lòng nào, không cần lo lắng. Còn có, phải cẩn thận thánh thú ở Vân Vũ Lĩnh. Thở dài một tiếng, thanh âm tiếp tục. Lão viện trưởng xem ra, một khi hắn mất tích, học viện có thể kế thừa vị trí của hắn, tổng cộng liền mấy người kia, coi như là sớm dặn dò hậu sự rồi. Chỉ là nằm mộng cũng nghĩ không đến, vị tân viện trưởng này, mặc dù cho tới bây giờ chưa thấy qua, lại sớm hoàn thành hai chuyện hắn giao phó. Ngươi muốn đi làm cái gì? Biết rõ cơ quan không có biện pháp trả lời, nhưng Trương Huyền vẫn hỏi. Nghe khẩu khí của đối phương, biết rõ hẳn phải chết, nhưng lại không thể không đi làm, thậm chí không tiếc sớm xây dựng mộ chôn quần áo và di vật. Đến cùng làm gì? Không chỉ là một lần thí luyện sao? Khả năng ngươi cũng biết tin tức, ta chỉ là trải qua một lần thí luyện bình thường, nhưng trên thực tế không phải là như thế. Chuyện này, liên lụy bí mật của Khổng sư lúc tuổi còn trẻ, còn giống như có quan hệ tới chức nghiệp độc sư, ta biết cũng không kỹ càng, chỉ có đi gặp, mới có thể xác nhận. Mặt khác, liên lụy vạn thế chi sư, không thể nói bừa, chỉ có thể nói năng thận trọng. Thanh âm nói, bí mật của Khổng sư lúc tuổi còn trẻ, cùng chức nghiệp độc sư có quan hệ. Trương Huyền sững sờ, thân thể cứng đờ. Chẳng lẽ là, tiên thiên thai độc? Căn cứ hắn biết rõ tin tức, lúc còn trẻ Khổng sư cũng giống như hắn, có tiên thiên thai độc, chỉ có ở trước 30 tuổi, trùng kích thành công danh sư cửu tinh, có lẽ mới có thể giải quyết cục diện hẳn phải chết. Nguyên nhân chính là như thế, hắn một mực nỗ lực tu luyện, không dám ngừng một chút nào. Vị lão viện trưởng này nhắn lại, nói liên lụy bí mật trẻ tuổi của Khổng sư, có quan hệ tới độc sư, để hắn làm sao không kích động. Nếu như ngươi thật muốn biết, có thể đi độc điện của Hồng Viễn Đế quốc một chuyến. Chỉ là nơi này luôn luôn che giấu, thực tế đối với danh sư là rất kính nể, vị trí cụ thể, ta đã điều tra rất nhiều năm, lại không rõ ràng. Bất quá căn cứ phỏng đoán, có lẽ ở phụ cận Tĩnh Sa Thành. Nơi đây có bản đồ chi tiết chỗ thí luyện, chỉ tiếc, thời gian không cho phép ta tinh tế điều tra, vì sách lược vẹn toàn, chỉ có thể làm trước qua. Bản đồ kỹ càng. Trương Huyền nghi ngờ thoáng một phát, sau đó liền hiểu được. Vị lão viện trưởng này, muốn đi là địa phương cực kỳ nguy hiểm.
Còn nếu như có thể ở độc điện tìm được bản đồ chi tiết, tất nhiên sẽ an toàn hơn rất nhiều, chỉ tiếc chuyện tương đối gấp, dồn ép hắn phải đi làm, lúc này mới bí quá hóa liều, có đi không về. Đối phương lưu lại tình hình chuyện này, rất rõ ràng là muốn để viện trưởng hậu bối, dùng đầy đủ thời gian chuẩn bị, lại quyết định tiếp. Tốt rồi, có thể nói chỉ có những thứ này, lấy hay bỏ như thế nào, liền nhìn chính ngươi. Thanh âm chậm rãi tiêu tán, phảng phất như chưa bao giờ xuất hiện qua. Đa tạ, biết rõ chỉ là nhắn lại, cũng không phải chân thân, Trương Huyền vẫn cung kính bái. Không phải cảm tạ hắn nói ra tin tức liên quan tiên thiên thai độc, mà là tôn kính thái độ biết rõ hẳn phải chết, còn làm việc nghĩa không được chùn bước. Biết rõ lần này đi, có khả năng không trở về, sớm để tử dương thú lại, càng để lại mộ chôn quần áo và di vật, nhắc nhở hậu nhân. Sau đó rời đi, thậm chí ngay cả ý niệm cũng không có lưu lại. Chương 1746, tin tức tiên thiên thai độc. 2. Này giống như những danh sư lúc trước ở Vân Vũ lĩnh hùng hồn chịu chết, vì kiên trì trong lòng, tính mạng gì gì đó cũng có thể không để ý. Có lẽ đây mới là danh sư, mị lực chính thức khiến vô số người che già măng mọc. Địa phương chính thức làm cho người ta tôn kính. Lắc đầu, Minh Lý Chi Nhãn nhúc nhích, lại không có phát hiện cơ quan hoặc cấm chế khác, lúc này Trương Huyền mới tiếp tục đi tới. Không ngừng đi tới, xung quanh là huyệt mộ của viện trưởng khác, phía trên đều viết cuộc đời và kinh nghiệm, xem một lát, Trương Huyền nhìn không được thở dài. Những viện trưởng quyền cao chức trọng này, lại có một bộ phận lớn không phải hết thọ nguyên mà hai tay buông xuôi, mà là trong quá trình cùng dị linh tộc đối kháng tử vong. Thật giống như Mạc Lưu Trân viện trưởng được xưng thiên phú đệ nhất, cũng là tiến nhập địa quật, lại không có trở về. Dị linh tộc không phải rất hiếm gặp sao, làm sao đều chết ở trong tay bọn hắn. Trương Huyền trầm mặc, từ Thiên Huyền Vương quốc một đường đi tới, đã tiếp cận một năm, trong khoảng thời gian này, tổng cộng chỉ gặp qua một dị linh tộc còn sống, 20 khôi lỗi, cùng ngoan nhân nghiền nát không chịu nổi. Cái chủng tộc này, không phải hoàn toàn bị đuổi đi sao? Thấy thế nào tình huống của những viện trưởng kia, hầu như đều là vì đối kháng bọn hắn mà chết. Trước lấy lôi minh thạch rồi hãy nói, mặc kệ chống lại dị linh tộc hay không, cũng phải có thực lực mới được. Lại nhìn 10 cái mộ bia, phía trên không có giải thích, Trương Huyền biết rõ tạm thời cũng nghĩ không thông, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Mục Khải Mục Sư, là tổ sư đời thứ nhất, ở trong cùng nhất của toàn bộ viện trưởng lăng, hơn 10 phút sau, rốt cuộc đi tới trước mặt. Cái huyệt mộ này, thoạt nhìn đơn giản giống như những thứ khác, cung kính dập đầu mấy cái, lúc này mới lấy lệnh bài đặc thù ra, ngón tay búng, chậm rãi bay về phía trước. Giặc giặc, lệnh bài đi vào trên không huyệt mộ. Lập tức mở ra cấm chế nào đó, một tiếng nổ vang, một cái không gian giới chỉ từ dưới đất chậm rãi bay lên. Ngón tay vạch ra, không gian giới chỉ rơi vào lòng bàn tay, chân khí của Trương Huyền tiến nhập trong đó, nhìn sang. Thật nhiều bảo vật. Trong không gian giới chỉ, không thiếu khoáng thạch cùng bảo vật quý hiếm, bản thân cần lôi minh thạch, thình lình cũng ở trong đó. Có lẽ đều là Mục Khải tổ sư khi còn sống lấy được. Sau khi chết chôn ở huyệt mộ, lưu cho hậu nhân. Không cầu hồi báo, danh sư cao thượng, đủ thấy lốm đốm. Đa tạ, thu hồi lệnh bài cùng không gian giới chỉ, lần nữa cung kính thi lễ với huyệt mộ một cái, lúc này Trương Huyền mới đi ra ngoài. Lôi minh thạch tới tay, cũng nên tu luyện trùng kích tòng thánh rồi. Không lâu sau, trở lại trước mặt lối vào lăng bia. Cổ tay khẽ đảo, thanh hồn chung bay ra. Lúc này thanh hồn chung như trước đang không ngừng bồi dưỡng linh hồn, tuy hiệu quả không phải rất lớn. Nhưng chỉ cần kết hợp lâu rồi, tất nhiên có thể hình thành ý thức độc lập. Sử dụng phương pháp phu hồn phân ly đi. Biết rõ chia lìa ý niệm như vậy, không biết hao phí bao lâu, Trương Huyền lắc đầu, khoanh chân ngồi dưới đất, tinh thần khẽ động, phu hồn xuất thể. Hồn phách cực lớn, cao tới hơn 10 mét, dựa theo phương pháp lúc trước mặc hồn sinh lĩnh ngộ, nhẹ nhàng nhúc nhích, rất nhanh một hồn phách giống nhục thân như đúc xuất hiện ở trước mắt. Chia lìa hồn phách, đối với bản nguyên tổn thương xác thực rất lớn. Phân chia ra hồn phách mới, hồn thể lần nữa thu nhỏ lại đến 10 thước, Trương Huyền cảm thấy mệt mỏi, nhịn không được lắc đầu. Cho dù chỉ chia lìa một phần nhỏ, không bằng một phần 10 bản thể, như trước khiến hắn có chút không chịu nổi. Cổ tay khẽ đảo, ở Vân Vũ lĩnh lấy được tàn hồn của thanh giác long thú xuất hiện ở trước mắt, hóa thành từng đạo khí lưu ấm áp, chậm chạp bồi dưỡng. Dám trực tiếp vận dụng vu hồn chia lìa, không sợ làm bị thương bản nguyên, cũng bởi vì hắn có cái này làm chỗ dựa. Cái tàn hồn này, đã bị ngoan nhân xóa tan ý niệm bản thân,
có thể tùy thời hấp thu, không cần lo lắng lọt vào cắn trả. Hắn hấp thu tàn hồn, khôi phục tổn thương tiêu hao, hồn phách tách ra thì thân thể nhoáng một cái chui vào thanh hồn chung. Cái hồn phách này, không có chỗ gửi thân, sẽ tiêu hao bản nguyên, trải qua hồn lực ngũ suy, cuối cùng tiêu tán. Thanh hồn chung đúng là địa phương bảo tồn ý niệm, các thời kỳ viện trưởng cũng như thế. Cả hai dung hợp, tiến nhập lăng bia, là được rồi. Hồn phách cùng thanh hồn chung dung hợp, Trương Huyền tách ra cỗ ý niệm này, nhẹ nhàng thở ra, tinh thần khẽ động, chậm rãi bay lên, thẳng tắp bay tới lăng bia trước mắt. O-O-N-G. Thân thể cùng lăng bia tiếp xúc, lập tức cảm thấy một cỗ hấp lực cực lớn tuôn đến, thân thể nhoáng một cái, từ tại chỗ biến mất, sau một khắc, xuất hiện ở trong một cái phòng đóng kín. Nói là gian phòng, còn không bằng nói là sơn động, ngay sau đó một cỗ ý niệm đặc thù nhảy vào trong đầu, khiến hắn kìm lòng không được ra đầu run lên. Đây là, sát lục chi khí của dị linh tộc. Đồng tử co rụt lại, cỗ ý niệm này của Trương Huyền không khỏi cứng ngắc. Chương 1747, Lăng Bia biến cố 1. Trong không gian giới chỉ của Trương Huyền, bây giờ còn có hơn 20 dị linh tộc khôi lỗi, một ngoan nhân. Đối với loại khí tức này biết cực kỳ rõ ràng. Tiếp xúc liền rõ, chính là dị linh tộc, không có bất cứ vấn đề gì. Đây không phải chỗ thần thánh nhất của học viện, cấm địa các thời kỳ viện trưởng nghỉ ngơi sao? Tại sao lại có sát lục chi khí của dị linh tộc nồng đậm như thế? Dị linh tộc lấy nhân loại làm thức ăn, tàn nhẫn bạo ngược, cùng danh sư là thiên địch, không thể cùng tồn tại, vì sao khí tức của chúng sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nhìn lại bốn phía, nơi này, hẳn là trong lăng bia, cực kỳ trống trải, rồi lại u ám vô cùng, không ánh sáng, cũng không có khí tức. Nếu như không phải hồn phách, khẳng định không cách nào sinh tồn. Nơi đây không chỉ có sát lục chi khí, còn có một cỗ khí tức cuồn cuộn. Rất nhanh, cảm giác được không đúng. Nơi này không chỉ cảm nhận được sát lục, còn có hạo nhiên chính khí, khí tức đặc thù của danh sư nhân tộc. Dọc theo gian phòng trống trải, đi thẳng về phía trước, ngẫu nhiên chứng kiến một cái hắc động thật lớn xuất hiện ở trước mắt, sát lục chi khí chính là từ nơi này truyền đến. Chung quanh hắc động, là một bảo vật phân hóa linh hồn giống như thanh hồn chung, bố trí thành trận pháp, che kín bốn phía, đếm một chút, không nhiều không ít, vừa vặn 102 kiện. Đây chính là tất cả viện trưởng lưu lại ý niệm. Trương Huyền gật đầu. Viện trưởng khác có lẽ đều dùng loại bảo vật phân hóa linh hồn này, lúc này mới bảo tồn được ý niệm. Chỉ là, những ý niệm này, không hề giống vu hồn, giống như thực chất, có thể tùy ý đi ra, chỉ gửi thân ở trong bảo vật, như là tử vật. Chẳng lẽ, những ý niệm này bảo tồn xuống, cũng không phải chỉ dùng để khảo hạch viện trưởng mới, mà là chân áp. Ý thức được cái gì, Trương Huyền sững sờ. Hắc động cách đó không xa, sát lục chi khí nồng đậm, mà ý niệm của tất cả viện trưởng xếp đặt bốn phía, cộng thêm lăng bia cho người ta có cảm giác chân áp bốn phương. Không cần nghĩ cũng hiểu được, những ý niệm này giữ lại vạn năm, tuyệt không chỉ vì khảo hạch viện trưởng mới đơn giản như vậy. Chỉ sợ là vì chân áp nơi đây. Không phải nơi này chính là điểm kết nối chiến trường ngoại vực của dị linh tộc cùng đại lục chứ. Hồng Viễn Đế Quốc, ở trong tất cả đế quốc nhất đẳng xung quanh, tính không được cường đại, lại có thể để danh sư học viện xây dựng ở chỗ này, nghe nói là vì ở đây, có một tiết điểm kết nối chiến trường ngoại vực của dị linh tộc cùng đại lục. Vì trấn áp nơi này, mới thành lập học viện, thủ hộ số mệnh của nhân tộc. Chẳng lẽ, ngay ở chỗ này, đây là thông đạo đi thông chiến trường ngoại vực, mới có sát lục chi khí nồng đậm như thế. Mà ý niệm của những viện trưởng cùng lăng bia bảo tồn ở đây, mục đích là vì thủ hộ nơi đây. Thật như vậy mà nói, mới có thể giải thích vì sao viện trưởng lăng ẩn nấp như vậy, không cho người ngoại trừ viện trưởng tiến nhập, chỉ sợ là vì sợ loại sát lục khí tức này tiết lộ, gây nên khủng hoảng không cần thiết. Nếu thật như thế, các thời kỳ viện trưởng đích xác làm cho người ta khâm phục. Một ngày làm viện trưởng, dù bỏ mình, cũng phải lưu thủ ý niệm, trấn áp nơi đây, bảo hộ một phương an toàn. Danh sư đích xác đối với nhân tộc làm ra cống hiến không cách nào phai mờ. Cái này có khả năng cũng là nguyên nhân chủ yếu để những chức nghiệp khác kính trọng bọn họ. Dạo qua một vòng, rất nhanh xác định suy đoán của mình. Cái hắc động cách đó không xa, liên tục tỏa ra sát lục khí tức, làm cho người ta khó có thể tới gần, nếu như không có viện trưởng ý niệm bố trí trận pháp, có thể sẽ càng ngày càng nhiều, cuối cùng xông hủy lăng bia, toàn bộ Hồng Viễn Thành cũng bị trùng kích. Là một trận pháp cấp 7. Bố trí vô cùng xảo diệu. Trương Huyền âm thầm gật đầu. Trước mắt trận pháp này,
cũng không cố định, một đạo ý niệm có thể khu động, hai đạo cũng có thể, hơn nữa, kèm theo ý niệm càng nhiều, uy lực trở nên càng lớn. Còn xen lẫn viện trưởng lệnh. Viện trưởng lệnh là do tất cả ý niệm của danh sư học viện ngưng tụ thành, mang lực lượng cứng rắn nhất của nhân tộc, dùng để trấn áp nơi đây, cực kỳ thích hợp. Những viện trưởng này, sau khi bỏ mình, giữ lại viện trưởng lệnh, dùng để duy trì trận pháp, này mới khiến toàn bộ Hồng Viễn Đế Quốc, đã qua vạn năm, không có dị linh tộc đại quy mô bị bức hại, ổn định và hòa bình lâu dài. Cảm khái một tiếng, đang tính toán một chút, đạo ý niệm của bản thân nên để ở vị trí nào, mới có thể để cho trận pháp uy lực càng lớn, liền nghe được hắc động trước mắt, đột nhiên phát ra tiếng thét. Oanh long long, oanh long long, như thủy triều trùng kích, lực lượng cường đại, chấn toàn bộ lăng bia liên tục lắc lư, tựa hồ tùy thời sẽ sụp đổ. Xì xì xì. Ngay sau đó, Trương Huyền liền cảm thấy hắc động trước mắt, một cỗ sát khí nồng đậm như sóng lớn lao đến, liên tục va chạm về phía trận pháp. O, O, N, G. Trận pháp phát sáng lên, tiến hành chấn áp sát khí, bất quá cái sau càng ngày càng hung mãnh, cái trước như cá lớn va chạm lưới đánh cá, tùy thời sẽ không chịu nổi, vỡ ra. Tiếp tục như vậy, trận pháp kiên trì không được bao lâu. Sắc mặt Trương Huyền xanh mét, nhíu mày. Lấy nhãn lực của hắn, có thể nhẹ nhõm nhìn ra, cực hạn của trận pháp cùng lực lượng của sát lục chi khí, tuy trước mắt có thể ngăn trở, nhưng cũng là nỏ mạnh hết đà, tùy thời sẽ bị xé nứt. Không được. Sắc mặt trầm xuống, đi vào trước trận pháp, dạo qua một vòng, trong mắt hào quang lập lòe, tới một chỗ tiết điểm, một cước đá tới. O, O, N, G. Ở dưới lực lượng của hắn, trận pháp đột nhiên phóng ra hào quang kịch liệt, uy lực đại tăng, trận đồ vốn tràn đầy nguy cơ tùy thời sẽ vỡ vụn, đã ổn định lại. Chương 1748, Lăng Bia biến cố 2. Vù vù. 10 phút sau, sát lục chi khí mãnh liệt ngừng lại, lần nữa gần như bình tĩnh. Vù vù. Nhẹ nhàng thở ra, Trương Huyền thu hồi bàn chân. Một cước này của hắn, chỉ là trong thời gian ngắn gia tăng lên uy lực trận pháp. Thời gian dài, cũng không kiên trì nổi, may mắn cỗ sát lục chi khí này duy trì không lâu. Tuy đạo ý niệm này không có thư viện phân tích, nhưng lấy lý giải của hắn đối với trận pháp, cùng minh lý chi nhãn, tìm được tiết điểm gia tăng uy lực còn rất dễ dàng. Tại sao có thể có sát lục chi khí mạnh như vậy? Trương Huyền nhíu mày, nghĩ một lát không nghĩ ra, đi vào trước mặt tất cả bảo vật chứa ý niệm của viện trưởng, tìm một vòng, ở trên một kiện bảo vật, lấy tay điểm qua. O, O, N, G. Bảo vật bị kích hoạt, một đạo ý niệm xuất hiện ở trước mặt, đúng là Mục Khải Mục Sư. Đa tạ Trương viện trưởng vừa rồi viện thủ, nếu không nhiều năm nỗ lực, sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mục Sư mang theo cảm kích nói. Tuy ý niệm tồn tại ở trong bảo vật, nhưng tình huống bên ngoài vẫn có thể biết được, vừa rồi nếu như không có tân nhiệm viện trưởng xuất thủ, chỉ sợ bọn hắn chống lại không được sát khí dưới mặt đất. Khiến nhiều năm nỗ lực cuốn theo dòng nước. Vừa rồi cái kia, là xảy ra chuyện gì? Khoát tay áo, Trương Huyền hỏi. Nếu như một mực là loại lực lượng này mà nói, trận pháp khẳng định sớm đã không chịu nổi, làm sao có thể kiên trì đến bây giờ? Ngươi cũng thấy đấy, những ý niệm của chúng ta ở lại chỗ này, chính là dùng để trấn áp tiết điểm giữa chiến trường ngoại vực cùng đại lục, vốn một mực bình an vô sự, tối đa cũng chỉ là loại khí tức chậm chạp tỏa ra kia, chỉ cần có chúng ta, sẽ không thành vấn đề. Nhưng không biết loại nguyên nhân nào, hai năm trước, xuất hiện dạng nước lũ này, mỗi ngày một lần. Nhìn về phía hắc động trước mắt, thần sắc của mục sư ngưng trọng. Vừa mới bắt đầu, uy thế của nước lũ không có mạnh như vậy, còn có thể chống lại, nhưng khoảng một tháng này, càng ngày càng mạnh, coi như là dùng toàn lực, cũng có chút không thể chống lại. Nhất là hôm nay, nếu không phải ngươi tới, coi như là trận pháp không bị xé rách, cũng nhất định sẽ xuất hiện vết thương khó có thể chữa trị, khó có thể kiên trì nữa. Hai năm trước, Trương Huyền nhăn mày lại. Ân, mục sư nhẹ gật đầu. Có tìm được nguyên nhân không? Trương Huyền hỏi. Những ý niệm như chúng ta, đã cùng trận pháp dung hợp chung một chỗ, không cách nào nhúc nhích, không biết xảy ra chuyện gì. Bất quá, nếu đoán không sai, hẳn là chiến trường ngoại vực cùng tiết điểm phong ấn ở đại lục, xuất hiện biến cố. Chần chừ một chút, mục sư nói. Phong ấn. Phong ấn ở chỗ sâu trong địa quật. Không ở chỗ này, đây là một cửa khẩu cuối cùng, một khi đột phá, chẳng khác nào trực tiếp đối mặt nhân loại rồi. Mục sư nói, điểm kết nối giữa chiến trường ngoại vực cùng đại lục, có vài chỗ phong ấn, mạnh nhất, là lúc trước vô số danh sư tiền bối bố trí lưu lại,
ở chỗ sâu trong địa quật. Mà ở đây, là quan khẩu cuối cùng, thành lũy cuối cùng của nhân loại. Trương viện trưởng, nếu như người đưa ý niệm tới, bản thân khẳng định cũng tới, có thể tiến vào địa quật xem xét một phen, đã xảy ra chuyện gì, cũng tiện truyền tin tức ra ngoài, để nhân tộc sớm làm ra chuẩn bị. Nếu không, ta sợ loại nước lũ này tiếp tục trùng kích, một khi không kiên trì nổi, liền gây thành đại họa. Trong mắt mục sư mang theo khẩn cầu. Những ý niệm như bọn hắn, quanh năm đối kháng những sát lục chi khí này, hao tổn quá lớn, đã không có thực lực như trước kia, lại từ lâu cùng trận pháp hòa làm một thể, không cách nào di động. Coi như muốn đi dò xét, cũng bất lực. Lại nói, một khi rời đi, sát lục chi khí cuồng bạo lần nữa kéo tới, trận pháp thiếu khuyết trấn áp, rất dễ dàng tạo thành sụp đổ, xuất hiện cục diện ai cũng không cách nào đoán trước. Tiến nhập địa quật. Trương Huyền nhíu mày. Ân, chỉ cần vào xem một chút là được, sớm biết rõ nguyên nhân, mới có thể có biện pháp ứng đối, nếu không, ta sợ còn có lợi hại hơn bộc phát, trận pháp không chống lại được, toàn bộ học viện cũng sẽ bởi vậy gặp nạn. Mục sư lo lắng. Tiến nhập địa quật như thế nào? Biết rõ đối phương lo lắng, Trương Huyền hỏi. Trong địa quật sát lục khí tức dày đặc, ý niệm đơn độc vào không được bao sâu, nhất định phải. Nhục thân chung một chỗ đi vào mới được. Chần chừ một chút, mục sư nói. Nhục thân của Trương viện trưởng có thể cầm viện trưởng lệnh, đi tới nơi này, đến lúc đó, ta chống chế trận pháp buông ra một khe hở, có thể trực tiếp tiến nhập địa quật. Nơi đây cách địa quật phong ấn gần nhất, có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái. Trương Huyền nhíu mày. Tính nguy hiểm của địa quật, không cần nghĩ cũng biết, tiến nhập trong đó, vô cùng có khả năng đi ra không được. Bất quá, không đi vào mà nói, không biết nguyên nhân, liền không cách nào giải quyết vấn đề những sát lục chi khí này. Một khi hàng rào cuối cùng này không chịu nổi, toàn bộ Hồng Viễn Đế Quốc sẽ lập tức sinh linh đổ thán, lâm vào chiến tranh. Ta biết rõ cái này thật khó khăn, nhưng, chúng ta thật sự không có biện pháp nào khác. Mức độ nguy hiểm của địa quật, mục sư cũng biết, để đối phương xuống dưới, đích xác có không thỏa đáng, thế nhưng quan hệ tới nhân tộc hưng suy cùng tồn vong, tương lai của danh sư học viện, không mở miệng không được. Bất quá, chỉ là xuống dưới quan sát, cẩn thận một chút mà nói, hơn nữa có viện trưởng lệnh bảo hộ, không có vấn đề quá lớn. Tốt, chờ một chút, hiện tại ta liền liên hệ bản thể, để hắn tiến đến. Trương Huyền nhẹ gật đầu. Chương 1749, lần đầu vào địa quật 1. Biết rõ tính nghiêm trọng của sự việc, thân là danh sư lục tinh, danh sư học viện viện trưởng, không có lý do từ chối, Trương Huyền đáp ứng. Năm đó Khổng sư đã từng 3 lần xuống địa quật, hắn cũng muốn nhìn xem, tiết điểm giáp giới chiến trường ngoại vực của dị linh tộc rút cuộc là cái bộ dáng gì. Làm phiền Trương viện trưởng. Mục sư cung kính ôm quyền. Này là đại nghĩa. Gật gật đầu, Trương Huyền không nói thêm lời. Lập tức câu thông bản thể đang tu luyện ở bên ngoài, thời gian không lâu, một bóng người xuất hiện ở trước mặt. Đúng là bản thể. Giống như đối phương nói, mượn nhờ viện trưởng lệnh quả nhiên có thể đi tới nơi này. Liếc mắt nhìn nhau, rất nhanh biết chuyện đã xảy ra, bản thể nhìn về phía mục sư. Mở trận pháp ra đi, ta đi xuống xem một chút. Trương sư cẩn thận, chỉ cần chứng kiến phát sinh chuyện gì là được, không phát hiện được cũng không sao, có thể từ từ suy nghĩ biện pháp. Ngàn vạn không nên tham công liều lĩnh, xuất hiện nguy hiểm. Mục sư dặn dò. Tuy dò xét nguyên do trọng yếu, nhưng vị trước mắt này là thiên nhận danh sư, an toàn càng thêm trọng yếu. Yên tâm đi, ta rất nhát gan, sẽ không biết rõ nguy hiểm còn xông lên. Trương Huyền cười cười. Lấy thủ đoạn của hắn, đánh không lại, trốn vẫn có thể làm được. Vậy là tốt rồi. Nghe được lời hứa của hắn, mục sư mới nhẹ nhàng thở ra, trở lại vị trí của mình. Đưa tay về phía trước, trận pháp lập tức xuất hiện một khe hở. Đối với trận pháp này nghiên cứu trên vạn năm, khiến kia trong thời gian ngắn xuất hiện một đạo vết rách, cũng không chậm trễ ngăn cản sát lục chi khí, còn là rất dễ dàng làm được. Cáo từ. Không chút do dự, thân thể nhoáng một cái, Trương Huyền thẳng tắp vò tới khe hở. Thân thể tiến nhập trong đó, vù vù một chút biến mất không thấy gì nữa. Hắn không có nguy hiểm chứ? Hắn vừa biến mất. Thân ảnh một viện trưởng liền xuất hiện ở trước mặt mục sư. Yên tâm đi, lúc trước thời điểm Khổng sư là bán thánh, cũng tiến nhập qua địa quật, bình an không việc gì trở về, đều là thiên nhận danh sư, Trương sư nhất định có thể giải quyết tai họa ngầm lần này. Mục sư nói, chỉ mong như vậy. Vị viện trưởng này nhẹ gật đầu, hai đầu lông mày như trước mang theo lo lắng. Địa quật, rất nhiều cường giả thánh vực nhất trọng đỉnh phong,
tiến nhập trong đó, đều cơ bản có đi không về, vị này chỉ có thực lực bán thánh, thật có thể bình yên vô sự. Hắn có chút bận tâm, lo lắng cũng không có tác dụng, tình huống hiện tại, người cũng không phải không biết, đã chịu không nổi. Trong khoảng thời gian này tiêu hao, ý niệm của chúng ta đã dầu hết đèn tắt, tùy thời sẽ tử vong, không nhanh chóng giải quyết vấn đề, ta sợ. Thật sẽ tạo thành tai nạn khó có thể vãn hồi. Sắc mặt của mục sư khó coi lắc đầu. Không phải hắn muốn đối phương tiến nhập hiểm địa, mà là thật sự không có biện pháp. Nhưng ý niệm này bản thân cũng không mạnh mẽ, giờ phút này lại bị những sát lục chi khí kia cứng rắn hành hạ hơn 2 năm, nếu không phải ý niệm kiên định, chỉ sợ sớm đã hồn phi phách tán, biến mất. Làm sao có thể kiên trì đến bây giờ? Trở thành học viện viện trưởng, liền phải gánh vác trách nhiệm của viện trưởng, muốn trưởng thành, không có khả năng thuận buồm xuôi gió. Đây là danh sư, trương sư biết rõ điểm ấy. Mục sư nói. Đúng vậy. Vị viện trưởng này không nói thêm gì nữa. Đúng vậy, danh sư không riêng gì danh tiếng, hơn nữa là trách nhiệm. Ngay cả trách nhiệm thuộc về mình cũng lùi bước, làm sao có thể trở thành sư giả chính thức. Vị trương sư này, tuy trẻ tuổi, nhưng rất rõ ràng, làm được chuyện sư giả chính thức nên làm. Đây là địa quật. Cảm thấy toàn thân siết chặt, Trương Huyền ngừng lại, đứng thẳng thân thể, lúc này mới phát hiện, đã đi tới một thế giới dưới lòng đất thật lớn. Bốn phía đen xì như mực, không có ánh sáng, không biết bao sâu bao xa, liếc nhìn không tới cuối, khắp nơi đều là khí tức sát lục nồng đậm, vô cùng âm lãnh, làm cho người ta sự khó thở, không phải sớm biết được, còn tưởng rằng là rơi vào địa ngục vô biên. Khó trách không ai nguyện ý tới. Vừa nói đến địa quật, tất cả danh sư đều biến sắc, hiện tại xem ra, đích xác không phải địa phương người ở. Chỉ là sát lục chi khí, có thể khiến tu vi thấp sinh ra sợ hãi, tâm cảnh sụp đổ rồi. Thật giống như lúc trước khảo hạch danh sư tứ tinh, Hồng Sư lấy ra một dị linh tộc, áp tới tất cả mọi người không dám đi về phía trước. Sát lục chi khí ở nơi đây, cực kỳ mãnh liệt, tựa hồ chung quanh ẩn tàng không biết nhiều ít quái thú hung mãnh, tùy thời sẽ giết ra. Danh sư ngũ tinh không có trải qua chuyên môn huấn luyện, đột nhiên tiến đến, sẽ lập tức sợ tới mức lạnh run, khó có thể đi về phía trước. Những khí tức này một khi để lộ, Hồng Viễn Thành ít nhất 99% người sẽ ngay tại chỗ tử vong. Thần sắc ngưng trọng. Lúc trước, không cảm thấy cái gì, đi vào thế mới biết đáng sợ. Chương 1750, lần đầu vào địa quật 2. Sát lục chi khí nồng đậm như thế, tu vi không mạnh vô cùng dễ dàng mất phương hướng, mất đi bản tâm, biến thành cỗ máy giết người. Một khi lan tràn ra Hồng Viễn Thành, thành thị hơn 100 triệu nhân khẩu này, vô cùng có khả năng trong thời gian ngắn biến thành phế tích, hoang tàn vắng vẻ. Thiên đạo chân khí vận chuyển, cảm giác sát lục chi khí áp bách biến mất sạch sẽ, lúc này Trương Huyền mới dương mắt nhìn bốn phía. Cảnh sắc cơ bản giống nhau, đều là tối như mực, coi như sử dụng minh lý chi nhãn, cũng chỉ có thể chứng kiến trong phạm vi mấy trăm mét. Khó có thể phân biệt phương hướng. Đi theo khí tức, nhất định có thể đi đến chỗ sâu. Sát lục chi khí càng dày đặc, nói rõ càng tới gần chỗ sâu trong địa cung, đứng cảm thụ một chút, Trương Huyền tìm được phương hướng. Thẳng tắp đi thẳng về phía trước. Bốn phía không chỉ có sát lục chi khí, còn có một chút ma âm cổ quái, mê hoặc linh hồn, tâm cảnh không mạnh, nghe một lát chỉ sợ cũng sẽ lâm vào trong đó, không cách nào tự kiềm chế, cuối cùng sinh tử cũng không tự biết. Khó trách danh sư yêu cầu tâm cảnh khắc độ nghiêm khắc như vậy, võ giả thực lực đồng dạng, đoán chừng ở chỗ này rất khó kiên trì lâu dài. Cảnh giác nhìn xem bốn phía, Trương Huyền chậm rãi đi về phía trước. Sát lục chi khí tràn đầy địa quật, không chỉ làm cho người ta muốn ngất đi, càng trọng yếu là, trong đó còn thổi lên ma âm đặc thù, tâm cảnh không mạnh, rất dễ dàng say mê trong đó. Không nói cái khác, coi như là bán thánh, ở chỗ này thời gian lâu dài, cũng sẽ nổi điên. Bất quá, mấy thứ này đối với hắn không có hiệu quả gì, thiên đạo chân khí vận chuyển, tâm cảnh rộng lớn, trống không, tinh thần không bị ảnh hưởng chút nào. Hả, có dấu chân của dị linh tộc. Đi về phía trước một lát, Trương Huyền nhướng mày. Cách đó không xa, hiện đầy dấu chân rậm rạp chằng chịt, dài ngắn đều có chừng một thước. Hắn gặp qua dị linh tộc, hình thể bình thường cao lớn hơn nhân loại, những dấu chân này, ấn lên mặt đất sâu như vậy, lại lớn như thế, chỉ sợ đúng là bọn hắn lưu lại. Chỉ là, ở chỗ sâu trong địa cung không phải có phong ấn sao? Nơi đây tại sao có thể có dị linh tộc? Còn có dấu chân của nhân loại? Dọc theo phương hướng dấu chân xuất hiện đi về phía trước một lát,
Trương Huyền thấy được dấu chân lẻ tẻ của nhân loại, tựa hồ còn có dấu vết chiến đấu lưu lại. Xem ra, là có nhân loại cùng dị linh tộc gặp gỡ, hơn nữa chiến đấu. Địa quật có nhân loại, điểm ấy hắn đã sớm biết, cơ bản đều là chút danh sư không cách nào đột phá, hoặc tuổi thọ đạt tới cuối, vì bước ra một bước cao hơn, mới bất kể sinh tử đi tới nơi này. Những dấu vết này, lưu lại thời gian không lâu, số lượng dị linh tộc rất nhiều, chiếm cứ thượng phong. Tốc độ nhanh mà nói, có lẽ còn có thể cứu người. Minh Lý Chi nhãn lập lòe, xem dấu vết một lát, Trương Huyền nhướng mày. Căn cứ dấu vết, có thể thấy được dị linh tộc chiếm cứ thượng phong rất lớn, nhân tộc hẳn là bị đuổi theo đào tẩu. Bất kể như thế nào, đi nhìn kỹ hãng nói. Thân là danh sư, không có khả năng nhìn thấy nhân loại gặp nạn, mà khoanh tay đứng nhìn. Vận chuyển hồng trần đạp thiên bộ, nhẹ nhàng lơ lửng, dọc theo dấu chân tiến lên, thẳng tắp bay đi. Tu luyện phong thánh giải, chân khí trong cơ thể hắn hùng hậu đến cực điểm, duy trì phi hành tiêu hao đã cực kỳ bé nhỏ, có thể không đáng kể rồi. Che lấp toàn bộ khí tức trên thân, ánh mắt Trương Huyền lập lòe, tốc độ bay nhanh. Địa phương lờ mờ như vậy, đổi lại danh sư lục tinh khác, khẳng định phải cẩn thận từng ly từng tí, nhưng với hắn mà nói, Minh Lý Chi nhãn không chỉ có thể nhìn ra hoa văn, quan trọng hơn là nhìn xa hơn, coi như thật sự có dị linh tộc, cũng sẽ phát hiện ra đối phương trước. Phi hành trọn vẹn nửa canh giờ, tuy như trước không thấy được bóng người, nhưng dấu vết trên mặt đất càng ngày càng dày đặc, chiến đấu cũng càng ngày càng mãnh liệt, chứng tỏ đã rất tiếp cận. Lại đi về phía trước một lát, quả nhiên cảm thấy phía trước có khí tức kích động kịch liệt, ngay phía trước tựa hồ có chiến đấu phát sinh. Càng đến gần, Trương Huyền càng bảo trì bình thản, phong bế huyệt đạo toàn thân, chậm rãi bay về phía trước, vượt qua một gò đất, quả nhiên thấy một đám dị linh tộc đứng ở phía trước. Cái này, nhìn thoáng qua, lông mi Trương Huyền nhảy dựng. Bọn dị linh tộc này, chừng 200 tên, từng cái đều đạt đến thánh vực nhất trọng trở lên, thậm chí còn có mấy thánh vực nhị trọng. May mắn hắn sớm ngăn chặn khí tức, không có bị phát hiện, nếu không, coi như trong thiên nghĩ phong xảo có 9 đại vương giả, tử dương thú, kim nguyên đỉnh, lâm vào trong đó, cũng chỉ có phần bị quần ẩu. Dị linh tộc trời sinh cường hãn, là dân tộc chiến đấu, dưới tình huống đồng cấp bậc, mỗi một đầu đều cường đại như thánh thú, 200 tên. Đừng nói hắn, coi như là cường giả thánh vực tứ trọng tới đây, chỉ sợ cũng bị đánh bại. Tại sao có thể có nhiều như vậy? Sắc mặt hắn khó coi. Hơn 200 thánh vực nhất trọng, cộng thêm vài nhị trọng, tuy còn không cách nào làm được quét ngang toàn bộ danh sư học viện, nhưng nhảy vào Hồng Viễn Thành, chỉ sợ không ai có thể ngăn cản, ít nhất Hồng Viễn Hoàng thất khẳng định chống lại không được. Từ đâu xuất hiện nhiều đồ chơi này như vậy? Đoán chừng trùng kích lăng bia, là những dị linh tộc này liên hợp tiến công tạo thành. Nếu không, không có khả năng có động tĩnh lớn như thế, khiến hơn 100 vị viện trưởng, cùng nhiều viện trưởng lệnh như vậy, cũng chống lại không được. Trương Huyền hiểu được. Hơn 100 vị viện trưởng ý niệm, phối hợp trận pháp cấp 7, uy lực cường đại không nói, càng trọng yếu là còn có hơn 100 viên viện trưởng lệnh, ẩn chứa mấy trăm ngàn vạn học sinh đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, ở dưới đại nghĩa như thế trấn áp, lại có thể chấn động, tùy thời vỡ tan. Đoán chừng đúng là bọn dị linh tộc này làm. Cùng bọn họ chiến đấu là người nào? Nhướng mày, nhìn vào bên trong. Ngẫu nhiên thấy được một đám lão giả mặc danh sư bào, lưng tựa lưng làm thành một vòng, máu tươi đầy người, trong mắt từng cái mang theo thấy chết không sờn. Đều là danh sư lục tinh đỉnh phong. Đều là danh sư lục tinh đỉnh phong, chừng 30-40 người. Hả, lục phong. Đột nhiên, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở ánh mắt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1750.